lại nghe anh nói nè Đào. Đào cứ đi theo tôi. Đào, đứng lại nghe anh nói nè Đào. Đào, anh không có đi theo tôi nữa. Nghe anh nói đã. Tôi nói với anh rồi, chia tay đi. Nghe anh nói cái đi. Lý do chính á là tại anh nghèo quá, hiểu không? Đi chết đi. À, Đào. Đây, đưa cái giỏ cho tao. Đưa đây. Đưa đây. À, đưa cái giỏ cho tao. Không. Đưa cái giỏ cho tao. Đưa cái giỏ cho. Trời. Trả cái giỏ cho tao. 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 Sau khi chết, tôi biến thành hồn ma dứt dưỡng. Như các bạn đã thấy, đó là cái chết của tôi. Và tới bây giờ, tôi đã trở thành một thần chết. Này các thần chết, tại sao con người luôn coi chúng ta là những người xui rủi, chuyên đem đến những điểm xấu và chuyên đi bắt hồn người khác? Nhưng không, tôi sẽ làm điều ngược lại. Tôi sẽ là thần chết đi cứu người. Ê, nếu như không ai đi chung với tôi, tôi sẽ đi một mình. Tôi sẽ bỏ lại hết tất cả. Sắp thực hiện được ước mơ nguyện vọng của ta rồi. Ta đã tới được nơi, nơi mà người ta rất thường hay tự tử. Tôi sẽ đứng đây chờ. Người nào đã tự tử, tôi sẽ cứu người đó. Trời, mới nói có liền chứ trời. Anh kia, lên xuống, lên xuống. Anh đừng tự tử, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Anh kia, anh ý. Cái ghê quá hà. Anh vừa làm cái gì vậy? Trời ơi, anh à, tôi thấy anh tự tử, tôi vừa mới cứu anh đó. Anh cứu tôi mà anh nắm tôi, anh kéo tôi kiểu đó. Ừ, tôi chết lẹ hơn á. Tôi xin lỗi anh. Sorry. Anh ơi, nhưng mà anh không được chết anh ơi. Tôi muốn chết. Tại sao anh phải chết? Tại vì tôi đã giết chết một người. Tôi giết chết người ta, xong rồi tôi lẩn trốn, tôi không dám đối mặt với nó. Tôi quyết định đến đây treo cổ tự tử để giải thoát chính bản thân mình, chính biệt cuộc đời. Anh kia, leo xuống không thôi tôi bắn. Không, leo xuống. Không, leo xuống. Không, leo xuống. Mày, sao mày giết tao? Ủa, tôi mới vừa cứu anh mà. Mày cứu tao mà cọng dây mày không bắn, mày bắn vô đầu tao. Mày điên hả? Tôi xin lỗi thật lòng đó anh ơi. Mày xin lỗi tao, bây giờ tao cũng có sống lại được đâu đây nè. Anh yên tâm, tôi sẽ có cách cứu anh. Đây, hai loại thuốc sinh tử, anh chọn loại thuốc nào? Không lẽ bây giờ tao uống thuốc tử? Trời thông minh đó. Đưa đây cho tôi lẹ lên đi. Khoan đã. Khi anh uống thuốc sinh này vào, anh sẽ sống lại và anh phải đi đầu thú. Pháp luật sẽ khoan hồng cho anh. Và nhớ, không được tự tử nữa, phải biết yêu đời hơn. Ừ. Ngủ ra đường ra xá ngủ làm sao hả? Đi tự thú, đi tự thú, đi tự thú. Không hoàng có bị khùng vậy trời. Phải trình bà này mới được. Đồ thứ cô hồn các đảng. Bà dạ. Ghê lắm nha. Bà định leo lên cái cầu này. Đó, bà nhảy xuống. Nhưng bà gặp con, bà may mắn lắm, con sẽ cứu bà. Bà nhảy đi, con sẽ cản bà lại. Bà nhảy lên, con sẽ cản bà lại. Bà nhảy lên. Chỉ muốn cứu bà thôi mà.
Mày cứu tao cái kiểu gì mà mày quăng tao xuống sông rồi? Chẳng phải bà muốn lên cầu mà tự tử hay sao? Tao lên chợ tao không mát mày ơi. Sao mày làm xẹp quá vậy? Con xin lỗi bà. Thôi, mày sai lắm luôn, sai lắm luôn, sai lắm luôn. Bà hay quá vậy, bà hay quá vậy, bà hay quá vậy. Bây giờ hay rồi tao cũng có sống lại đâu. Nhưng con thấy bà chết là đúng lắm. Chết. Con thấy đằng sau ánh mắt của bà, cuộc đời của bà là một tấn bi kịch. Cậu trai trẻ à, cậu biết không, cuộc sống của tôi vui lắm. Đó là những chuỗi ngày thật là vui vẻ. Chồng tôi chết, con tôi bỏ tôi bị bệnh ung thư thôi mà. Bà nói chuyện gì ngược đời vậy bà nội? Nhưng mà cậu không hiểu đâu. Bác sĩ nói với tôi là tôi còn sống tới 2 năm nữa. Tôi luôn trân trọng những ngày tháng mà tôi còn sống. Tôi muốn những ngày đó nụ cười của tôi luôn nở trên môi, và tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. Cậu có biết không, cuộc đời nó đẹp dữ lắm. Thôi được rồi, nếu như bà khao khát sống như vậy thì đây, viên thuốc sinh cuối cùng. Bà uống đi, rồi bà sẽ sống lại. Khoan đã, cậu nói cuộc đời tôi bi kịch, nhưng sao tôi nhìn trong mắt của cậu á, tôi thấy cậu cũng có hơn gì tôi đâu. Vậy tại sao cậu không uống viên thuốc này mà hồi sinh đi? Tôi cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng mà cậu nghĩ coi, tôi bị bệnh như vậy nè, có 2 năm nữa là chết rồi. Không sao hết, cậu hiểu không? Tôi già rồi, tôi cũng phải chết. Nhưng mà cậu nè, cậu còn trẻ, cậu còn có thể giúp ích được cho đời. Cho nên á, tôi sẽ nhường cái sự sống của tôi cho cậu, và cậu hãy nhường cái chức vụ thần chết lại cho tôi. Nghe lời tôi, uống thuốc và giúp ích cho đời đi. Được làm người rồi. Con cảm ơn bà nhiều lắm. Con xin hứa, con sẽ giúp ích cho đời. Nhờ bà mà con rút ra được một chân lý. Chân lý cuối cùng của cuộc đời vẫn là tình yêu thương. Còn yêu thương là còn cuộc sống. Còn sống là còn yêu thương. Con cảm ơn bà. Con đi đây. Tạm biệt con trai. Sự cái tiết mục ngày hôm nay không có lợi cho em, nhưng có lợi cho hai bạn đứng bên cạnh em, có lợi cho chương trình, bởi vì khán giả sẽ được xem một cái tiết mục dàn dựng, coi như là nó được nâng lên một cái hài, một cái cao hơn nữa. Thì bây giờ gọi là hình sự hài. Em là một cái sợi dây quá chắc, nếu như một cái cây cổ thụ vậy đó, thì các bạn kia là những cái sườn ra, một cái tổng thể rất là hay. Bởi vì cái dạng kịch này là rất mới, nó mới và nó khó khăn cho em vô cùng. Em đã thử như vậy rồi thì chị tin là em sẽ làm một cái điều mới nữa cho cái hài kịch. Cảm ơn nghệ sĩ Kiều Anh. Bây giờ cái này đó là má khen. Dạ má thích đúng không má? Má khen mà má thích. Bây giờ đó là má để cho quanh con của má cho điểm. Okay, con dạ cho má cao lên đi con. Ở đây Kiều Anh sẽ không cho tuyệt đối 10 mà cũng sẽ không bao giờ cho em nhỏ, bởi vì em không xứng đáng nhận nhỏ. Bởi vì cái lực của em như thế nào thì đã biết hết rồi. Nhưng ngày hôm nay mình đã hy sinh thì mình phải chịu. Làm điều đó cũng là một anh hùng chứ không phải giỡn chơi. Dạ, cho nên nếu điểm số chị cho thực thụ, chị chỉ cho em 9.25. Điều đó Kiều Anh rất xin lỗi các bạn. Và nếu như quý vị yêu quý thí sinh này thì hãy nhắn tin theo cú pháp CXV khoảng cách 10 và gửi về tổng đài 8234 quý vị nha.
Hả? Tại sao mà cứ đến cái ngày mà con gái tao tuyển chồng là mọi người bỏ đi hết vậy? Trong khi đứa con gái yêu quý của ta mới vừa tròn 18 tuổi. Cái gì? À, thì 28 tuổi. 38. Ờ à, rồi 38. Được sự chấp nhận của già làng. Mà già làng trong buôn làng này là ai? Là ai? Là ông. Đúng rồi, là ta. Nên hôm nay ta có mặt ở đây để kiếm cho nó một tấm chồng đem về ở chung với nhau. Con ông xấu ơi là xấu, nghĩ sao mà người ta dám cưới vậy? Nè nè nè, nói cho mấy người biết nha, bơ lan của ta ngày hôm nay không còn là bơ lan của ngày xưa nữa. Không tin. Vậy thì xem đây. Tôi xin kể ra nơi đây chuyện một người thiếu nữ đẹp, đẹp như đóa hoa lan rừng, hương sắc ôi mặn nồng. Nàng mang tên là Lá Lan, Lá Lan người xứ Cô Mạn, chưa yêu đương chưa đau thương chưa biết yêu là gì. Thôi ơi, bây giờ nè tôi xung phong làm mẹ chồng của con Bơ Lan. Tôi nữa, tôi nữa. Được hết, được hết. Nghe gì chưa con? Dạ. Ai đây? Tôi chính là Bơ Lan. Ủa còn cái cô kia là ai? Đây hả? Đây cũng là bơ nữa, mà là bơ dầm. Là sao? Là dầm bơ cho bé Lan ăn á. Trời ơi, cưng dễ sợ à. Xin giới thiệu với mọi người, đối với Bơ Lan, đây chính là vú nuôi. Còn trong cái tiết mục này, cô ấy chính là người dẫn chuyện. Thôi vô dầm bơ tiếp đi chị. Ờ, để chị vô dầm bơ cho em ăn nha. Cưng dễ sợ à. Trời ơi. Cha. Sao con? Sao lễ kén chồng cho con toàn là bánh bèo không vậy? Không có đàn ông, con không thích ăn bánh bèo. À hư hư. Con bà đâu? Con tôi chăn voi rồi. Con bà. À, con tôi làm con voi cho con bà chăn rồi. Đi. À không. À, con tôi đi chăn voi với con bà rồi. Con bà. À, con tôi đi chăn con hai bà rồi. Yeah. Được rồi. Nếu đã như vậy ta phạt mỗi nhà 100 thung bắp, 2 con trâu đực và 8 con lợn con. Ê. Alo. Alo. Con hả? Tới liền. Bị phạt. Có mặt. Trời ơi, tôi đang mơ hay là tôi đang tỉnh? Tôi đang tỉnh. Cha ơi, lợi hại quá. Nói có một câu thôi mà trai tràn bờ đen, trai khắp một miền quê, thấy mà về. Miệng con vui là cha vui rồi. Yeah. Nào, các tráng sĩ, như mỗi năm con gái của ta sẽ ra một câu đố, và ai trả lời được câu đố đó sẽ chính thức làm chồng của ta. Yeah. À, của con ta. Đố gì mà năm nào cũng đố hoài trơn trậu vậy? Thì mỗi năm Bơ Lan ra một câu đố, mà chắc có lẽ năm trước câu đố khó quá cho nên chưa có ai trả lời được. Bé, năm trước bé đố cái gì mà mất tiêu rồi. Năm Bơ Lan 18 tuổi. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Thôi. Câu đố có nội dung như sau. 1 cộng 2 cộng 3 bằng mấy? Trời đất ơi, câu đố dễ dàng vậy cũng đố sỉ nhục trí tuệ người nghe không? Mày ngu hả? Trời ơi, mày mà trả lời được á, mày làm chồng nó đó. Nè, mà mày thử mày trả lời sai đi, tao bắn mày chết. Chàng ơi, chàng biết hả chàng, bằng mấy vậy chàng? Thà chết chứ không chịu làm chồng Bơ Lan. Là sao? 1 cộng 2 cộng 3 bằng mấy? Bằng 4. Sai, chết đi. Hi. Hốt. Vậy đó, cha tôi bắn hụt suốt 10 năm và tôi vẫn chưa có chồng. Mãi cho đến năm 38 tuổi là năm nay được khỏi quay. Năm nay Bơ Lan quyết định ra một câu đố khó hơn. Câu đố có nội dung như sau. Có một người con gái rất là xinh đẹp tên là Bơ Lan. Và một ngày nọ, Bơ Lan đi tung tăng trong rừng, bỗng nhiên ô kìa, Bơ Lan bắt gặp một cô gái xinh đẹp cũng tên là Bơ Lan. Câu hỏi có nội dung như sau.
có tất cả của bao nhiêu cô gái xinh đẹp tên Blanc. Tao quýnh là nha. Trả lời đi. Trả lời đi. Hả? Bằng mấy? Một Blanc cộng một Blanc. Bằng hai, nói đi. Trời ơi, tôi năng đi. Bằng ba Blanc. Chết đi. Hốt. Kẹt rồi con ơi. Ủa chữ bắn. Trời ơi kẹt trời. Chàng sao thôi được rồi. Bằng mấy? 5, 10, 15, 20. Bằng mấy? Tự nhiên không thấy đường, không thấy đường. Mù gì ngang xuôi vậy bà nội? Vậy show này là show mấy? Chắc chắn là show 2. Con ơi, chúc mừng chàng. Cuối cùng con gái của ta cũng đã có con rồi. Yeah, có chồng rồi. Yeah. Lo cho chồng con kể cha. Dạ vậy đi. Chàng ơi. Chuyện gì? Chàng đã trúng số độc đắc rồi. Giải thưởng là gì vậy? Em nè. Giúp em đi. Bớt giùm. Nè, cái câu đó của cô á, con nít 3 tuổi còn biết nữa. Người dân trong làng này á không muốn trả lời đúng á, tại vì cô xấu quá nên không lấy cô thôi. Mẹ. Cha ơi. Cha đây. Mọi người nói con xấu kìa cha. Không, con xấu thiệt. À, nhưng mà con ơi, đây không phải là lỗi của cha. Chứ lỗi của ai? Mà là của má con. Là sao? Nhìn đi. Giờ con đã hiểu vì sao má chết mà cha không để hình thờ. Em bơ quá chị Thiên Nga ơi. Đang dầm bơ cho em ăn nè. Giờ này mà con dầm bơ dầm hoài à. Dạ không ăn bơ ăn gì? Chị nói cho em biết đi. Em có xấu không chị? Tổng xấu ai xấu? Hả? Tổng xấu ai xấu? Tổng xấu ai xấu? Trời ơi! Vậy mới giống tấm cám chuyện Quỳnh Lập kể, đúng không anh Lập? Bà không những xấu mà bà còn ác nữa. Bà xấu quá mà, bà ác quá mà. Bà xấu quá mà, bà ác quá mà. Nhỏ này pha năm thư chắc luôn. Thiên Nga. Chị nói cho em biết đi. Em có xấu không chị? Em có xấu không? Em như thế nào? Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào ngày nào? Từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhau, thương thâu đêm giấc mộng xanh sao. Anh có bề nào ai đón đưa em? Cha ơi, con khổ quá. Xấu đâu phải là cái tội, đúng không? Chị đây. Chị ơi, xấu đâu phải là cái tội, đúng không chị? Đúng rồi. Sinh ra trên đời, đâu ai muốn mình xấu, đúng không chị? Đúng rồi em à. Vì sao mọi người lại ruồng bỏ em? Mọi người xa lánh em. Không ai cho em tình yêu. Em có làm gì đến tội đâu chị? Em quyết định rồi. Em sẽ rời bỏ cái nơi này để ra đi. Em đi đâu? Em chưa biết nữa. Trời. Nhưng mà em nghe người ta nói cứ xách ba lô lên và đi. Cứ đi rồi sẽ tới. Tới đâu? Chưa biết luôn. Trời ơi. Em làm chị, chị hồi hộp quá. Chị rất tốt với em biết. Chị ở lại mạnh giỏi nha. Em đi đây. Bố Lan. Bố Lan. Mưa rừng ơi
sâu vì lòng người duyên kiếp không lâu. Rừng ơi mưa rừng, giọt mưa nhớ ai mà mưa rơi hoài không hết. Có ai đâu mà nhớ. Ôi, ai vậy? Cứu tôi. Ai, là ai vậy? Cứu tôi với. Trời ơi. À! Trai đẹp. Chàng ơi, dậy đi chàng. Chàng là ai vậy chàng? Tôi. Chàng là ai vậy? Chàng tên gì vậy chàng? Tôi không nhớ. Không lẽ chàng đã mất trí nhớ rồi sao? Tôi chàng... khác. Đúng rồi, ai rồi cũng khác mà chàng. Khác nước đâu. Vậy hả? Đợi em chút. Uống đi chàng. Tôi vừa uống cái gì mà khỏe quá đi. Sữa của em. Hả? À không anh, sữa do em đem theo. Cảm ơn người đẹp. Anh vừa nói cái gì? Cảm ơn người đẹp. Mà đâu biết đẹp hay xấu. Là sao? Mắt của tôi không nhìn thấy được gì nữa hết á. Hả? Chàng vừa mất trí nhớ mà vừa bị mù. Trong phim người ta bị có một cái thôi, nó đẻ ra 30 tập phát 3 tháng chưa hết. Còn đằng này, nó vừa mất trí nhớ, nó vừa mù. Làm sao em gói gọn trong 15 phút đi hả chị Nga? Tôi không còn nhìn thấy gì nữa hết. Chàng ơi, không nhìn thấy gì nữa hết. Ồ, lưng của ai đây? Quỷ à. Sao mới đứng mà lại nằm rồi? Quỷ, Dương Duyên. Tôi không nhìn thấy gì nữa hết. Chàng ơi, bình tĩnh, không nhìn thấy gì nữa hết. Không. Một khi chàng bất động thì em mới có thể hành động. Chàng ơi, em sẽ chăm sóc cho chàng, nhưng em muốn được gọi một tiếng mình ơi. Đêm nằm lại nhớ mình ơi. Mình ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức. Không biết giờ nay mình ngủ chưa. Bao đời ruộng nắng càng khô. Rồi bây giờ Bơ Lan đã lên làm trưởng làng, còn trưởng làng đã qua đời vì vết thương năm cũ. Chàng ơi, chúng ta lại trước vong linh của cha đi chàng. Dạ cái này vong em chàng. Chứ cha đâu? Dạ đây. Ủa sao nó dương dương vậy? Dạ, hồi đó em tận em quên rút thêm mũi tên ra. Hả? Cứ lại đại đi cha. Con lại cha. Cha ơi, siêu thoát được rồi đó cha. Vợ ơi, dạ. Hôm nay là ngày anh tháo băng mắt. Anh sắp sửa được nhìn thấy vợ của mình rồi. Em sợ lắm. Em sợ cái gì? Em sợ chàng thấy đường rồi, chàng sẽ bỏ em. Em yên tâm đi, anh không phải là người như vậy đâu. Really? I swear. Quỷ à.
chàng. Hả? Sao chàng lại yêu em vậy? Em chỉ là một người con gái bình thường, em có biết làm gì đâu nè. Là con gái phải biết giặt đồ nha các bạn nha. Là con gái phải biết rửa lau nhà nha các bạn nha. Là con gái phải biết rửa chén nha các bạn nha. Cái này phải đọc nha. Là con gái phải biết tập tạ nha các bạn nha. Đó, em có biết làm gì đâu. Em đâu phải là một người yêu lý tưởng. Nhưng đó là người phụ nữ mà anh đang cần tìm. Bởi vì anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mi miều, người yêu đại cát cao sang, lụa là gấm nhung vàng son. Anh ơi, em tìm người yêu chung thôi. Em ơi, dạ. Anh muốn vào trong anh nghỉ. Dạ, vậy, vậy đi anh. Bơ Lan ơi, Bơ Lan. À, có Bơ, có Lan đây. Trời ơi, tự nhiên có nguyên một đám người. Người ta vô trong rễ bắp của mình, người ta bẻ hết bắp của mình rồi. Cái gì? Chưa hết đâu, nó còn nói Bơ Lan giật chồng của nó nữa kìa. Trời ơi. Đó, em tôi đâu có tin đâu. Tôi mới đi dẫn nó lại tới nhà của mình để đôi dối nè. Trời ơi, nhà này vô. Dạ, vô. Tôi chính là Bơ Lan đây. Xin kính chào tiểu thư. Mày gọi ai là tiểu thư? Ở đây có hai người phụ nữ. Tôi không gọi cô, chẳng lẽ tôi gọi tôi? Nhưng chứ hai đứa này là gì? Con đó là phe địch, còn con này bán bạn cầu dinh. Bò xì. Tới đây làm gì? Tao tới đây để tìm chồng của tao. Đây là hình chồng của tao đó. Trời ơi, ảnh rồi. Tụi bay đâu? Dạ. Luôn xoát. Dạ. Dừng lại. Không đứa nào được làm gì vợ tao. Không đứa nào được làm gì vợ tao. Không đứa nào được làm gì vợ tao. À dạ, em là vợ anh. Đúng rồi, lưng của vợ tôi đây. Không đứa nào làm vợ tao. Anh Nam. Hả? Anh không nhớ em sao? Em là nữ, Nguyễn Thị Ngọc Nữ, là vợ của anh đây. Sao? Tôi tên Nam mà. Đúng. Hả? Nam, Nguyễn Văn Nam, giới tính Nam. Sinh vào giờ mùa đông, giờ Sửu Tuất Tý. Sinh vào giờ này thì thường khắc cha. Cho đến năm 16 tuổi mới hết lo âu về sự mồ côi cha. Hình như tôi. Ê! Tôi nhớ. Ông sắp nhớ rồi kìa, mày làm cho ông quên đi. Tôi biết làm gì giờ. Tôi nhớ. Tôi tên Nam, Nguyễn Văn Nam, giới tính Nam. Sắp rồi, sắp ra nè. Sao càng quên càng nhớ vậy? Đánh mạnh lên. Cái gì nữa? Sinh vào mùa đông, giờ Sửu Tuất Tý, thường khắc cha. Phải năm 16 tuổi mới khỏi lo âu về sự mồ côi cha. Tôi nhớ tôi là ai? Đúng rồi, anh chính là anh Nam. Suốt bao năm qua, em đã kêu người đi săn bắt anh và bắt anh về được sầu huyệt của em. Nhưng trong đêm tân hôn, anh đã chuốc rượu cho em say mềm và anh bỏ trốn. Tôi đã nhớ tất cả mọi chuyện rồi. Cô bắt tôi phải lấy cô làm vợ. Tôi không đồng ý, đã bỏ trốn vào trong rừng sâu. Sau bao nhiêu ngày đói khát, cũng nhờ có Bơ Lan. Bơ Lan, chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi không yêu cô. Em không cam tâm. Em không cam tâm. Bắt nó lại. Dạ. Anh nhìn tôi đi. Nhìn kỹ vợ của anh đi. Trời ơi, nghĩ sao tôi lấy con này làm vợ? Vậy tại sao? Tại sao anh lại nên nó? Anh nhìn kỹ đi. Trời ơi, con này khác gì con kia. Không phải tôi. Anh nhìn đi. Lưng vợ tôi nè. Trời. Thôi đi. Các người đừng có hành hạ anh nữa. Tôi chính là Bơ Lan nè. Anh nhìn đi.
mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai. Em đã hiểu ý của anh rồi. Anh đi đi, anh về với người ta đi. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Thôi, tôi chọn Ba Lan. Mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Đúng, tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Trong tình yêu không có lỗi, lỗi là của con quỷ răng hô kia. Thôi được rồi, em sẽ chúc anh hạnh phúc. Em sẽ không làm gì anh nữa đâu. Tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù, trả thù. Bơ Lan, kể từ bây giờ sẽ không còn ai ngăn cản được tình yêu hai ta nữa. Bơ Lan, Bơ anh Lan. Đi đi. Đừng mà Bơ Lan. Anh đừng tìm em nữa. Em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu. Đừng mà Bơ Lan. Anh về đi. Có chết em cũng không bước ra khỏi cái cây này. Anh về đi. Đừng mà Bơ Lan. Anh đi đi. Mình ơi. Đêm nằm lại nhớ mình ơi. Anh mình yêu em ơi, nhớ. Anh yêu em là vì vẻ đẹp tâm hồn, chứ không phải vì nhan sắc. Quỷ à. Kệ anh đi ơi. Em anh không buồn đùa giỡn với tình yêu của em đúng không? Anh không đùa giỡn. Bởi vì em là gu anh mà. Chúng ta sẽ cùng nhau lên dẫn tâm đều lý tưởng. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng vui luôn bao nhiêu. Một và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tủ lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Và xin chúc mừng cho thí sinh Tấn Phát đã hoàn thành tiết mục của mình. Một tràng pháo tay nữa cho thí sinh Võ Tấn Phát. Ơi Phát ơi Phát, cái dòng này lần đầu tiên tôi mới thấy em là một diễn viên rất là gan. Dòng nhạc bolero hát dở mà hát ngang mà không trúng một cái dây gì. Và còn xấu nữa thì rất là khó, em rất là thông minh. Em lấy hết những cái gì người ta sợ nhất em đem lên. Hát bolero phải đẹp, em đem cái xấu. Người ta hát hay thì em đem cái dở. Mà điều đặc biệt trong người của em, nó có cái điện và nó có cái tiết tấu rất là tốt. Và tin được là em là một cô gái xấu như vậy, nhưng mà tính tình đẹp, rất hợp lý, thông minh để xử lý. Và rất là run sợ cho cái bản tài năng chết với em và Tuấn Anh hồi nãy. Tại vì hai đứa tụi em xuất sắc, mỗi một người 10 điểm. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Xin mời cô Hồng Vân ạ. À. Hai người cười hết pin luôn cưng. Trời ơi, chào thì nở thời hiện đại. Dạ, con chào cô ạ. Thiệt luôn á. Nhưng mà chưa từng thấy một người phụ nữ nào mà xấu như vậy nhưng mà lại dễ thương như vậy. Quá là dễ thương luôn. Cái cốt truyện của cái tiểu phẩm này rất là hay luôn. Là cô tuyên bố luôn điểm của em là 10. Dạ, cảm ơn cô. Wow. Và xin chúc mừng cho thí sinh Võ Tấn Phát đã được 2 điểm số 10 đến từ ban giám khảo. Cảm thấy rất là vui là cái lúc mà xách cái vali ra đó, là ba hát cái bài Mưa Rừng mà không giấu nữa. Thật sự mà cái biết rất là hay. Mưa rừng ơi mưa. Không, nhưng mà hợp lý là tại vì bạn là người thượng, bạn người miền núi, cho bạn hát nó như vậy là đúng cái giai điệu miền núi. Đây là lần đầu tiên mà thấy Phát có nghĩa rằng là vô vai một cách mà bất chấp luật nhân quả luôn á. Mình xấu là mình xấu rất chỉnh chu, mình xấu tới nơi tới chốn. Mình lấy cái xấu ra để mình nói cái tốt, nhưng cái xấu này nó vô cùng tích cực. Cái vở này là một cái vở mà đánh vào cái tâm lý và đánh thức cái ý thức của con người ở trong xã hội. Đó là một điều mà làm rất là muốn nói. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ hai vị giám khảo, hai vị cố vấn. Em hát cho anh hai nghe đi rồi anh hai cho. Không phải dành vừa đâu. Giờ này không lo đi ngủ đi mà còn vừa đau với không vừa đau ha. Giỡn mặt hay sao vậy? Nè,
vừa ngồi hết cho tôi coi. Quanh tay lại. Bây giờ nghe hỏi nè, học bài chưa? Ăn cơm chưa? Rửa chén chưa? Đi ngủ chưa? Nằm xuống. Trời ơi, giỡn mặt hả? Mẹ kêu nằm xuống mà đi chạy làm sao? Đứng lại đi coi coi. Đứng lại đi con. Chết. Cái này là sao vậy? Sao quýnh con hoài vậy? Sao quýnh con hoài vậy? Sao con làm cái gì mẹ quýnh hả? Hư quá mà. Thì đi vô ngủ. Em á nha, ở nhà không làm gì lo quýnh con không, hẹn chi tối ngày. Tối ngày sao? Ngu sao nói. Hai con ha. Đi bà rửa mặt ra đi vô ngủ. Đi. Đi hai để xuống đây. Binh giật hoài à. Rồi đây bà rửa mặt đi nha. Nè, rửa cho em ha. Rồi. Rồi, đi vô ngủ. Vô ngủ nha con. Đến thôi mẹ la ha. Cứ binh giật vậy hoài rồi sao mai mốt em dạy con được? Con nó nhỏ xíu mà, dạy thì cũng từ từ em dạy. Em la em quýnh về nó sợ rồi làm sao? Ngủ nha con ha. Riết rồi hết nói à. Ừ. Ngủ đi con, nhắm mắt ngủ. Ừ. Rồi ngủ. Hay. Nhiều khi nghĩ lại mà tủi thân à. Hồi đó còn đi học á, hai đứa cũng học chung với nhau chứ bộ. Ở trong trường ai cũng kêu tôi là hot girl á. Vậy mà từ hồi tôi ưng ổng về tới giờ, đẻ cho hai đứa con mập tù lù vậy nè. Đi ra đường ai ta cũng nói tôi là má hết mấy người hết á. Bây giờ cũng hot vậy. Hot gì? Hot vợ. Cầm ràng tối ngày à. Vậy hồi đó đó, sao không chịu lấy mấy công tử giàu có trong làng đi, hay là tìm đại gia lấy tôi chi? Tôi sẽ đi theo mà. Ở đâu rồi? Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh. Em không đi tìm người yêu tuyệt đối. Nhan sắc mỹ miều, người yêu đai cát cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Em không đi tìm người yêu đôi trắng thay đen. Em không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà. Lầu cao sẽ các em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Anh ơi, em tìm người yêu trong thủy. Em tìm người yêu trong mơ, sống nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi, biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Anh ơi, em tìm người yêu không ước mơ cao. Anh ơi, em tìm người yêu thương mãi tranh siêu. Mãi đây cho dù rằng nơi góc bể chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Đi qua bên này ngủ. Đi ngủ. Bây giờ có đi ngủ không? Ngủ là bị đòn đó nha. Đi ngủ liền. Rồi anh ngủ.
nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa anh, sao anh còn thao thức trong đêm? Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi anh đừng buồn nhé. Anh suy nghĩ chi từng giờ, cho em gối trắng hừng hờ, gần nhau những bơ vơ tối lắm. Em ơi, trời còn xinh voi xinh có, đâu ai đói mà em lo. Thôi anh đừng buồn nhé. Giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Dù bọn mình vẫn trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai. Không bao giờ tình nhạt phai. Dù bọn mình vẫn trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai. Không bao giờ tình nhạt phai. Dù bọn mình vẫn trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai. Không bao giờ tình nhạt phai. Alo, tao nè, nhớ tao không? Nhớ à, đang ở đâu? Ủy ban xã, mày tới chưa? Tao tới rồi, sao tao không thấy? Mày đâu? Hả? Tao nè. Trời ơi, tới sao không lên tiếng? Trời đất ơi, tự mày nói, tự biên, tự diễn mà. Làm nãy giờ nói chuyện tưởng khùng không à? Nè, tao nói cho mày biết, đã đúng nơi rồi. Thấy địch là núp, biết chưa? Biết. Nhanh lên. Cái gì vậy? Anh chờ em. Trời đất ơi, em chờ em sửa soạn lâu quá à. Anh mắc cười quá hả? Em là con gái, mỗi lần ra đường em phải sửa soạn, chứ đâu phải giống như anh đâu. Anh là con trai, ra đường sọt một cái áo sơ mi coi cũng được. Còn em phải làm tóc nè, mặc áo nè, phụ tùng ông. Kìm xuống, kìm. Vợ anh mặc đồ á xấu lắm, biết bả mập giống con heo. Nè, tôi nói cho hai người biết, hai người quá đáng lắm nha. Hai người quá đáng. Tôi, trời ơi, tôi muốn như bị khùng bị điên vậy đó. Cái gì vậy? Thôi hai người thiệt à, dạ con bạn em nó bị khùng. Trời đất ơi, tội khùng nghiệp thiệt. Quá mày bị khùng thiệt. Tội nghiệp chị quá anh ơi. Dạ, sao anh dạ chị bị khùng đó anh. Dạ đem chị vô bệnh viện cho chị uống thuốc, dắt chị đi vòng trong đây rồi chị cắn người ta hay sao? Đâu có, bữa nay dắt lên ủy ban phường để xin giấy chứng nhận khùng để đưa lên bệnh viện nè. Ôi tội nghiệp như quá anh ơi. Trời ơi anh nè, anh hứa là hả giúp mẹ con em. Có con luôn rồi, trời ơi có con luôn rồi, trời ơi cái này tôi quậy nát luôn cái ủy ban này. Có con luôn rồi, tức quá. Anh tắm tay cho em, tắm tay liền. Trời ơi có con luôn rồi. Anh khoan, chóng mặt quá. Đỡ, tao dậy coi chóng mặt quá. Trời ơi. Thật kỳ công nhận nha, bây giờ ủy ban xã người ta hiện đại quá ha. À, anh với em thì đi làm giấy tờ, còn mấy đứa con mình đó đi chơi đu quay. Nè, ông bước vào bên đây. Ồ, cái gì? Đây. Em sao ở đây? Sao ở đây hả? Tôi phải hỏi anh mới đúng. Tại sao anh ở đây? Anh ngạc nhiên lắm chứ gì. Bởi vậy ông bước lên tới đây. Phải, hiểu lầm. Bước lên tới đây, nhanh lên. Con nhỏ này nữa, bước vào bên đây luôn. Bước lên đây luôn.
Bấm đi. Ủa? Tốc độ cao lên cho em. Bấm lên anh. Thấy chưa? Thấy được cái sự chóng mặt của tôi chưa? Thấy mặt. Trời ơi, nó đẹp quá trời, đẹp đôi dễ sợ, giống như trời xanh một cặp vậy đó mày ơi. Đẹp ơi là đẹp. Trời dễ thương quá. Chụp hình dùng. Dạ. Tạo dáng nè. 2, 3. Trời, cảm ơn chị về Facebook em nha chị. Dạ. Con khủng, mày đi quánh ghen với tao hả? Mày đâu có lỡ mày bài phe đó hả? Không, tại vì bà đó đẹp hơn mày. Đẹp cái gì? Bước ra ngoài này. Em hiểu lầm hết rồi, đây không phải. Không có hiểu lầm gì hết. Gian phu dâm phụ. Trời, thầy dối bà. Tôi cắt tóc cạo đầu tòng quân thay ca cho anh vừa lâu. Ở đây là cái cơ quan có tổ chức, chứ không phải đây là cái tổ chim. Mà cứ vô hót hoài vậy. Ra đây. Đánh ghen. Ai mẹ con nè? Dạ mẹ con đó kìa. Trời ơi, con nó bự như vậy luôn. Lại đây con. Trời đất ơi, mẹ con nó giống nhau không nè. Coi nè. Đó. Vậy là đây là vợ lớn nè. Đây là vợ bé. Mà vợ lớn không có đẻ được. Bây giờ vợ bé đẻ được. Bây giờ nè, thấy chưa. Nè, cha con nó giống nhau như đúc không kìa. Con mẹ. Ngồi vô, ngồi vô, ngồi vô coi. Đủ rồi. Mấy cái con người gì đâu mà tới quỷ ban rồi không có trình giấy tờ. Nói nhăn nó cuội từ sáng tới bây giờ không biết cái chuyện gì xảy ra. Dạ em chào anh. Cái sào này đâu ra vậy? Dạ anh thư ký mới. Ở đây tuyển thư ký đâu có tuyển tiếp viên bia hơi đâu mà em cao giữa vậy cưng. Hết rồi. Qua anh ơi. Anh ngồi mà bằng em quỳ luôn anh. Dân tình xảy ra chuyện gì trả lời. Anh ơi. Anh ơi xử cho em. Em đẹp như vậy, chồng em vậy, con nhỏ này nó hơn gì em. Nó nghe nè, mình có thể giải thích rõ chữ dày là chữ sao? Dày là sao? Dày là em đẹp như dày. Dày, chồng con dày, bà này bán dày, cái hai người dày, cuối cùng sao mới là dày? Chồng em đang ngoại tình với bà này nè. Trời ơi, nó nói là không phải mà. Chưa hết, còn đẻ ra một mụn con nữa, trời ơi. Mặt già hơn má nó. Con à, bà chế, bà làm nghề gì mà ta tố bà lấy chồng ta? Bán phở khô là cái chắc, một cái đầu mì kìa. Em bán hột xoàn ở chợ An Đông. Rồi chồng người ta có cái gì mà bà phái? Sao bà không lấy người khác mà bà lấy chồng người ta? Ủa, từ nãy đến giờ em nói anh khoan, em khoái người chồng người ta đâu. Hình như vậy là tại ông... sao người ta tố cô? Tố đâu mà đúng tố. Đúng rồi, tay trong tay, chân trong chân. Bị phạt mà còn ôm nhau nương đỡ mà. Quá lắm rồi. Trời đất ơi. Giải thích đi. Dạ thưa mấy cô, mấy cậu. Sao? Đây là giải con thích cái gì? Dầu dầu sôi lửa bỏng rồi mới giải thích gì nữa trơn á. Bây giờ đó. Trời ơi. Chị, em nói chị nghe nè, chị biết không? Nhiều lúc á, tình cảm là tình cảm, chứ đừng có như vậy. Trời ơi, tôi cấm cô, nắm đưa nước mẹ, nó đưa sữa tôi làm chi? Cái gì? Trời ơi, về đi anh, em với em cùng về. Một tiểu phẩm rất không khí, rất sôi động. Vâng, kính thưa quý vị, Bá Đức rồi cố vấn Khả Như. Bạn Bá Đức rất là thông minh và có đủ hết tư duy để mà có thể làm một cái tiểu phẩm cho riêng mình chứ không cần phải có cố vấn nữa. Ừ. Tới đây mà chú với chị Diệt Hương coi là chắc tiểu phẩm thứ tư, thứ năm rồi, và bạn ấy đổi. Dạ. Bạn ấy theo một cái chủ nghĩa hoàn hảo, đó là không có gì mà vừa ý hết trơn á. Riêng Như Như nghĩ á, là đêm đầu tiên chúng ta giới thiệu về bản thân mình, chúng ta phải tạo ra một cái thương hiệu. Thương hiệu Bá Đức, đẹp trai, nhảy đẹp, hát hay. Và sẽ có duyên từ từ, khán giả tự tìm hiểu. Chúc mừng em. Em rất khôn khéo, em quất cho đã cái nư em hết. Xong bắt đầu em lấy lại cái khúc sau. Khúc sau thì đâu có còn cười gì nữa. Nhưng mà tụi em để vô để có cái chủ đề đó. Em khôn khéo thì chị nghĩ chắc cũng phải có phần của chị Như. Nhưng mà một cái người để giới thiệu mình ngày hôm nay thì em đem đủ đó hết. Đẹp trai,
hát hay, mà quan trọng là giả gái hát ca trù rất là khó, và cái hình ảnh đó sẽ làm cho người khác khó chịu nếu như em làm không ra. Nhưng mà rất khôn để làm chi, hát hồi dậy đành đạp xỉu luôn, và giải quyết được là em bị xuyển, cho nên không ai nói em được hết. Và tụi em nên nhớ nha, tôi cũng cảnh tỉnh những người, các em hôm nay cho quá nhiều, đây lại là áp lực cho em nữa. Cẩn thận chào đón tụi em tới vòng sau. Em này có gương mặt rất là điện ảnh, và đặc biệt là diễn nó thật, nó chân chất, nó không có bị biểu diễn hát ca trù. Cái đó là quá đỉnh đối với tôi. Thêm một cái nữa là vậy, hồi nãy em có cái sự cố mà tôi thấy tôi mắc cười, tay nó hơi tế nhị, ra thành một cái ca sĩ khác rồi, quần rách không hay. Quần kia kìa. Cái quần kia. Nhưng mà anh Trung Dân có công nhận với em không? Không, đừng có cãi. Đây tôi nói đây nè, em ấy diễn, em ấy bị sự cố, nhưng em ấy vẫn hoàn thành. Cái đó mới là cái tuyệt vời, đúng không? Anh Dân ơi, nhưng mà anh Dân có công nhận là bá đức nó quá bá đạo, đúng không? Đúng, bá đạo. Bá đạo rồi em ơi. Tóm gọn lại thế này, tiếp mục này không cần bốn người phải ngồi lại đây để mà nói vô chủ đề. Không, bỏ cái đó luôn. Cái đó nó làm cho giãn tiết tấu. Cái vụ mà tiền bóc bỏ túi là đủ rồi. Cái điều đó mình phải tháng trong cuộc sống, mà thiếu gì những cái chuyện mua bán trong các giải thưởng, đúng không? Đối với tôi, tiếp mục này duyên. Ok. Yeah. Xin cảm ơn những lời đóng góp từ hai vị giám khảo. Sài Gòn vào những mùa hè nắng nóng nực nổi. Trong công viên có những cặp tình nhân đang lê bước chân nặng trĩu, những đôi bước chân thật uể oải, thì bỗng có một bà tiên thì không phải là bà điên mới đúng, có một bà điên xuất hiện ngồi trên chiếc xích đu và từ trên cao hạ xuống. Nơi đây ngập bao ánh đèn, trong lòng mình anh mong ước hôm nay chỉ riêng mình em với chàng. Biết bao nhiêu thương và anh đã mong dần em bất ngờ, đây là điều mà em vẫn say mê. 'Cause I just knew, chân nhịp theo tiếng đàn, mong chờ một vòng tay ấm bên anh mà em đợi mong bao ngày. Giữa không gian rộng lớn với hoa nhạc cha và bao nến hồng, anh nhẹ nhàng thì thào đến bên tai. You are the best for me. Này cùng hòa nhịp theo cô ta, từng điệu nhạc và ca vang lên, nhìn nụ cười rực trên đôi môi, bông hoa đẹp xinh. Gặp chàng người mà em yêu thương, được ngồi cạnh người qua đêm nay, nắm đôi bàn tay nhìn khuôn mặt anh. Cô ấy đang yêu kia và nụ hôn đắm say ngất khi chào nhau, đàn cha biết bao yêu thương dòng chảy. Ngắm nhìn anh hoàng hôn, anh em đã dần hơn. Còn đó một đôi tình nhân duyên chẳng quyền đêm nay sắp tàn. Không có sao, mọi người bình tĩnh. Chị có sao không chị? Hả chị hả? Chị không có sao, chị quen rồi. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Ủa em có sao không? Dạ em không sao. Dạ cảm ơn. Ủa em có sao không? Dạ em không có sao. Dạ. Cái này có sao nha mày? Nha mày. Điên. Kinh. Trong trại mới ra là bảo đảm luôn. Vâng, tôi bị điên. Không phải tự nhiên mà tôi điên, mà là tôi điên vì tình. Tôi quen anh ấy 10 năm và anh ấy đã bỏ rơi tôi. Và bây giờ tôi có mặt tại công viên này để vạch trần bộ mặt của anh ấy sau 5 giây nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Em yêu. Em yêu. Anh yêu. Anh nhớ em quá à. Anh nhớ em quá à. Em cũng nhớ anh quá à. Mình đi ăn nhà hàng nha em. Mình đi ăn bún mắm nha em. Dạ. Trời ơi, mẹ chợ quá. Anh yêu, anh chờ em có lâu không vợ? Có lâu gì đâu, có 1 tiếng 45 phút thôi, anh đợi được. Hả? Trời đất ơi, vậy mà hồi đó mình cho nó đợi có 15 phút mà nó đã. Bắn nó. Chém. Quăng bom.
vậy đó. Đối với anh, đợi chờ là hạnh phúc. Trời ơi, tinh khủng, tinh khủng. Hả? Hiện tại có một hot girl có gương mặt rất là thị trường đang cặp kè đại gia cái bè Tiền Giang. Hả? Với mục tiêu là gì? Đào mỏ. Nhưng may thay người đàn ông đó lại là chuyên gia buôn nội tạng sĩ và lẻ trên toàn quốc. Anh buôn bán nội tạng hả? Buôn nội tạng ngày nào đâu, người ta là sinh viên, người ta có quái cặp nè đây là... Cô gì ơi? À, làm ơn đừng lại gần người đang đọc báo. Cô gì ơi? Làm ơn đừng lại gần người đang đọc báo. À... Đi đâu đây? À... Đi đâu đây? À... Đi đâu? Tôi mới là người có quyền hỏi anh câu đó. Anh đi đâu đây? Đi chơi. Với ai? Với cô ấy. Tôi quen anh 10 năm. Anh không bao giờ chuẩn bị những cái thứ lãng mạn gì cho tôi. Nó quen anh 3 tháng. Anh làm hết cho nó. Chưa. Anh dắt nó đi shopping. Đi shopping ở đâu? Thái Lan. Sa qua đi khà. Phải lẹ thật bánh này cũng buồn cả. Cái này là của em. Gom hết đi. Đó. Anh thấy chưa? Còn tôi, anh dắt tôi đi shopping ở đâu? Chợ Bà Triệu. Hàng kiếm tờ nhớ chà bán lẻ luôn mấy anh chị ơi. Em, đồ đi ra đổ đóng cho em luôn. Dạ. Gom đi em, đây. Dạ vâng, thưa quý vị, người yêu mới của tôi. Trời ơi, Thái Lan. Và người yêu cũ của tôi. Hai bịch đồ sida chợ Bà Triệu. Quá giỏi vàng. Anh thấy anh khốn nạn với tôi chưa? Chưa hết đâu. Con nhỏ nó có gì hơn tôi? Nó nhõng nhẽo thì anh kêu nó giống con thỏ ngọc. Còn tôi nhõng nhẽo anh kêu tôi giống con khỉ đột. Ê, cái này giải thích được nha. Nhõng nhẽo rồi cưng. Anh này con thỏ ngọc của anh. Nhõng nhẽo coi. Đau băng khỉ hả? Cái đó là tính cách của tôi. Coi như là tôi không dễ thương bằng nó đi. Nhưng bây giờ tôi có một số câu hỏi cần hỏi. Anh quen cô ấy bao lâu rồi? 3 tháng. Anh hôn cô ấy chưa? Rồi. Anh hôn cô ấy chưa? Rồi. Giữa tôi và cô ấy anh chọn ai? Anh chọn em. Well. Em xin lỗi, em lỡ tay. Anh xin lỗi, anh lỡ miệng, anh chọn cô ấy. Chị làm cái gì chị đánh anh mạnh quá vậy? Đánh là đáng. Em cứ khùng khùng như vậy đó thì làm sao anh sống với em được? Được chứ anh. Ở đâu? Bệnh viện tâm thần. Những lúc mà thỏ ngọc luôn ở bên anh thì em ở đâu? Em đi chích thuốc. Thuốc gì? Bớt điên. Bây giờ khi mà em hết điên em ở đâu? Em ở phía sau lưng anh. Chính xác là phía sau một cô gái. Em gái là chị Biểu. Em đẹp lắm. Em còn trẻ lắm. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 28 chị. Em hơn chị 5 tuổi. Trẻ lắm, trẻ lắm. Chị tin là em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Nhưng mà chị có một số điều cần dặn em. Đợi chị chút xíu. Đây á là cái cuốn sách á. Tất cả đều là thói hư tật xấu của ảnh. Chị viết hết trong tay. Bây giờ chị trao lại cho em. Rồi ráng chăm sóc ảnh. Em mà làm không đúng đừng có trách chị. Chị tin em sẽ thành công cùng anh ấy xây dựng hạnh phúc. Chị đi đây. Lấy anh nha. 7 rồi, ba ơi, bên kia ba ơi. Lấy anh nha Xuân. Em làm gì vậy? Em đang thầm cảm ơn má vì đã sinh ra một người con gái tên Xuân. Em đồng ý. À trời đất ơi, mém tí bị cha dụ rồi trời ơi. Hả? Gì con nhỏ này là ai? Em nói đi, con này là ai? Hả? Em chị họ ảnh. Chị họ cái gì? Chị họ sao tôi không biết? Ờ đúng rồi, chị họ sao mình biết được ha? Chị họ mình còn không biết nữa mà. Chị họ hả? Vô quỷ hay ghét ghê con. Ê nó nghe nè. Dạ hả? I'm so sorry. Ghét ghê quá à, muốn đi học diễn viên như bà nội. Diễn gì không diễn vậy bà? Rồi cưng gì đâu luôn á. Khoan. Anh thương ghê anh. Thôi giờ chị xong nhiệm vụ chị đi về nha. Chúc mừng em có cô bạn gái dễ thương ghê. Trời dễ thương cái gì anh? Cảm ơn chị nha, dễ thương thiệt đúng không chị? Thôi điên điên chút. Đi đâu vậy chị? Trời đứng đây cho em cắn cái gì chị? Anh, tôi chưa hỏi tội anh. Hổm rài á, không gặp tôi á,
Anh có nhớ tôi không? Anh nhớ. Anh nhớ tôi rồi. Nỗi nhớ của anh để đâu? Được anh rồi. Để đâu? Hả? Có để đâu hả? Anh để đây nè. Lấy anh nha. Anh no. Lấy anh nha. Lấy mày có chỗ lấy nè, lấy nè. Ở đâu vậy? Dạ bà chịu. Trời đất ơi, biết tao khùng mà giỡn tao hoài à. Đây nè. Cho giỡn giỡn nữa kìa, mệt ghê luôn á. Cái đó thiệt đó, 18 carat của phòng đó mà. Trời đất ơi, nghe xong bớt điên luôn á trời. Ôi là trời, cái gì của anh hết à. Anh ơi, không có sao đâu. Chủ yếu là tấm lòng của anh thôi. Đây. Nhưng mà điều quan trọng hơn là hả? Người khùng như em cũng đã có chồng. Ráng đi, ráng đi, ráng đi. Mẹ ơi, dạ không nổi đâu. Mày ra động mới nóng người mới bớt lạnh được, mày hiểu không? Khởi động nãy giờ đó, bớt lạnh đâu. Rồi, lạnh lắm hả? Lạnh lắm rồi. Vô đây, vô đây. Làm vô đây, gì vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Làm gì, làm gì? Mày vô. Hả? Mày vô, mày vô. Sao, sao? Mày vô, xuống vô. Mày vô, vô. Gì hả? Ông tao, ông tao, ông tao. Cái này hay quá ta. Trời chứ sao? Ai chỉ mày cái này vậy? Mẹ tao. Hay quá. Trời, giỡn vậy. Ai chỉ mẹ mày vậy? Ba tao. Hay quá. Trời, hay mà. Uầy. Đi ba. Mày khùng mà. Vậy mày nghĩ sao? Ba mày chỉ mẹ mày cách này, bây giờ mày chỉ tao. Ý mày là sao? Cái gì? Ủa ba nghĩ ở đâu vậy ba? Con chỉ muốn cho ba đỡ lạnh thôi ba. Ba nghĩ sao vậy? Thôi đi. Tao không chơi thằng biến thái với mày. Cái cũng làm sao? Không chết hả? Không. Điên. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Tự nhiên bị té. Điên. Ôm ra, ôm ra, ôm ra. Lại quá, ôm ra, ôm ra, ôm ra. Ôm ra. Đừng có ngại mấy cái chuyện này, mày hiểu không? Thôi, thôi. Miễn sao mà qua được cái mùa đông này thôi, mày đừng có ngại mấy cái chuyện giới tính này, cứ bình thường đi nha. Mấy giờ tao chịu không nổi đâu mày ơi. Lạnh như này mà cả tuần nay mình đi ăn gì đâu. Cứ cái tình hình này kéo dài nha, tao với mày không có chết hết đâu. Chết đói trước. Bây giờ anh em tìm cách gì đi. Tìm gì? Ngày không tao chịu không nổi đâu. Mày có thấy cái thứ không thấy không? Thấy. Nhưng mà tiếc quá. Phải chứ bây giờ có mắm tôm với củ riềng thì hay biết mấy. Mày tào lao. Bánh mì mắc gì ăn củ riêng. Ủa mày nhìn bánh mì hả? Hả? Tao mày nhìn gì? Con chó. Mày khùng quá mày ơi. Ở đây giết chó cũng như giết người đó. Để tao. Tao nhìn bánh mì tao chịu hết nổi rồi. Trời, sức mà sức nào mày giờ không lại con chó hả? Mày ngon lắm. Mày đừng chỉ mày là chó mà ăn hiếp người ta. Tao cho mày ngược gạo cho mày. Mày dành đồ ăn cho con chó không được mày chửi nó là sao? Tao nói mày rồi. Bây giờ á, muốn dành đồ ăn của con chó thì mày phải hiểu tập tính của con chó. Sở thích của nó là cái gì? Thì mày mới tiếp cận nó được, mày lấy cho nó dễ dàng. Để tao. Hay quá. Mày làm gì vậy? Đồ cái gì? Thông minh quá rồi. Bây giờ tao biết chơi chó là chơi sao hả? Lấy lẹ đi mày, tao đói lắm rồi. Mày nhớ mặt mày đi. Ê, mày mới nghe nó nói gì không? Không, không, đâu nghe gì đâu. Anh không, thôi, chứ thôi. Tao bị sẵn. Lẹ đi. Lẹ đi. Làm gì vậy? Ăn đi. Hả? Ăn đi, nhường. Anh mày đi. Gì vậy? Ê. Đừng có bánh mì mà như cục sắt vậy mày. Trời ơi, bánh mì đập. Ê, gì sắc, gì sắc, sắc, cây sắc, chung bánh mì mày ơi. Cây sắc, mày có cách gì không? Cách
thích gì nữa, bây giờ nhìn đỡ đói chứ biết sao. Bây giờ với tình hình này mình chịu không nổi đâu, đi qua chỗ tao ở được không? Tao bảo này qua bên bển ở á, bảo đảm mày có người cho mày ăn, tới giờ ăn là kêu mày ăn, tới giờ ngủ là kêu mày đi ngủ. Đã vậy? Đã lắm. Đi đi đi. Ê ê, đi đâu? Đi tù. Mày điên à? Điên cái gì? Tao ở ngoài có tự do, tao không thích đi tù đâu. Khùng. Tù lắm, vô trong đó có người đó cho mày ăn mày ở. Bây giờ tao nói mày chỉ cần kiếm cái tội là mày phạm nhẹ thôi, mày ở chừng 2 tháng hết rác mày ra. Đi lao lẹ lên. Mày khùng quá, tao không đi đâu, tiên bắt tao vô tù. Trời đất ơi, bây giờ mày đi không? Tao hỏi mày đi không? Đi. Tại mày là bạn tốt của tao thôi. Trời ơi, dứt khoát vậy luôn hả? Ừ. Bây giờ muốn đi đúng không? Đi. Trời sĩ. Gì vậy? Quỳ lại ân nhân đi. Ờ, quỳ lại. À. Bảo đảm với mày, vô tù được hay không là nhờ cái ổ bên mày này. Mày thấy cái cửa là kia không? Cái nhà có cái cửa kiến là kia thấy không? Thấy. Coi tao nè. Đi tù là cái chắc. Tội nhẹ nha. Hay tao lắm đi tù hay lắm tội mà. Nhẹ thôi. Đứng lại. Tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Đứng lại. Hai anh nãy giờ đứng ở đây đúng không? Ờ đúng, đúng anh, đúng, đúng anh. Đúng, dạ. Vậy hai anh có biết ai là người cho ổ mày vô cửa kiến hay không? Dạ biết. Tôi. Là ai? Tôi. Tôi. Tôi hỏi một lần nữa. Là ai? Tôi. Tôi. Hai anh đừng có giận mặt với tôi nha. Hả? Chỉ có một ổ bánh mì mà hai người cùng chọi là sao? Hả? Là ai? Tôi. Hai anh định bao che cho nhau đúng không? Thôi được rồi. Lucky. Gì vậy? Gì vậy? Ê cái con này quen quá ta. Hồi nãy mày chơi chó với tao đúng không? Nói. Ê, nó mới nói chuyện tao đúng không? Nó nói gì? Không, chắc tao sẵn, chắc là tao sẵn. Đây là con Lucky, luôn đi theo bên tao. Và đây là ổ bánh mì của con Lucky. Nếu nó ngửi được mùi của ai, người cuối cùng cầm cái ổ bánh mì này, thì đó chính là hung thủ. Hai người đại đó. Lucky. You can see me, you can see me, you can see me. Đến đây anh, đến đây anh, đến đây anh. Có nhớ hồi nãy anh đánh em không? Anh cho em một hai cái chỏ để cho em biết thế nào là lễ độ. Anh giật đồ ăn của em. Bây giờ hửi anh đi, hửi anh rồi chỉ anh tống anh vô tù. Nhanh lên, tống anh vô tù. Thì ra, thì ra anh chính là hung thủ. Đứng dậy. Yeah. Đi tù rồi. Đừng có nói nhiều. Đi theo tôi. Đi. Bắt ta đi. Ta biết. Ta đi đây. Muốn vô tù đâu có dễ. Cái gì vậy trời? Cái gì làm sao? Trời đất ơi. Ủa cái này con tôi bày ra mà sao không bắt tôi vô tù? Bắt thằng đó vô tù là sao? Trời đất ơi, bây giờ phá hoại tài sản cũng không được vô tù hả? Vậy thì gây thương tích cho người vô tội. Bây giờ thằng nào mà xuất hiện ở đây bất thình lình là thằng đó xui dữ lắm. Ta sẽ cho một hai cú đánh vào mạng sườn trái, một hai cú đánh vào mạng sườn phải, lên gói một hai cái gọi là chuẩn bị tinh thần cho tôi ha. Ok. Quýnh thằng đó chắc vô nhà thương luôn quá chứ vô tù gì. Ra đi. Đối thủ xứng tầm của ta, ra đi, ra đi. Ào đâu, xuất hiện đi. Bắt tao lại. Tao, tao lấy người rồi. Em đã lấy người vô tội nè. Mày. Mày. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã bắt giùm anh thằng ăn cướp. Cảm ơn em. Em giỏi lắm. Cảm ơn. Mày đi. Đến. Đi. Đổi không? Đổi chỗ không? Đây, thằng ăn cướp chạy rồi, bắt nó lại. Muốn vô tù đâu có dễ. Tại sao vậy? Trời ơi, sao mà ngược ngạo vậy? Bây giờ muốn vô tù mà khó tới như vậy sao? Trời ơi. Đánh người không được. Thằng cảnh sát còn ra đó, ra liền. Thì bây giờ cưỡng hiếp.
ở lâu hơn một xí mà chắc chắn phải vô tù. Bây giờ coi như cô gái này xuất hiện ở đây là cô gái nó xui dữ lắm rồi mới gặp ta. Biết cái gì vậy? Tôi với cô không quen biết với nhau. Nãy giờ tôi đang xúc phạm thân thể của cô, tại sao cô không lao lên chỗ bắt tôi? Con làm gái ba ơi ba. Trời ơi, không có giấy tờ mà lao lên trong mắt con hả? Bây giờ không có ổng nữa là mày chết mày với tao. Tao với tao mày. Làm gì hả? Làm gì hả? Hả? Ui chùa hả mày? Hả mày? Hả? Ở đâu ra miễn phí mày vô mày làm gì mà sao trẻ tao vô đẩy giờ vậy mày? Hả? Tiền đây. Đưa tiền đây. Không được. Cô la đi, rồi tôi đưa tiền cho cô. Mày điên hả? Tao nói tao không la được, mày bắt tao la hoài vậy? Cái thứ gì làm gái mà không biết la? Mày phải hiểu tính chất công việc của tao nha. Tao làm không bao giờ tao la hết nha mày. Nè, tao nói cho mày biết, bây giờ đưa tiền tao hay không? Tao không đưa. Mày làm gì tao? Mày đưa không? Không. Ok, tao thí mày luôn nha, tao cho mày luôn. Khỏi đi, đi luôn, mày đi cho tao. Đừng bao giờ để tao gặp cái mặt của mày, nghe chưa? Nghe chưa? Tao đã gặp rất nhiều người vô gia cư mà chưa bao giờ tao thấy được cái thằng nào mà khốn nạn, bỉ ổi, đê tiện như mày. Cô nói gì vậy? Tao nói mày đê tiện đó, tao chửi cái bản mặt của mày đó. Tôi cấm cô xúc phạm tôi. Cô làm gái, cô lấy tư cách gì cô xúc phạm tôi? Ra cho bà. Nè, em lấy em nói là chị không được xúc phạm em. Nè, chị lấy cái tư cách gì tối nay mà người vô gia cư? Chị biết cái gì vậy em? Em có đi làm chứ bộ. Nhưng mà em làm ở đâu người ta đuổi cái chỗ đó. Khổ lắm. Mà em có làm gì sai đâu. Em cũng quên đi trễ thôi mà. Vậy im đi. Đừng có phỉ báng người khác như vậy. Người ta cũng muốn sống tốt mà. Cắn mày để mày đánh tao rồi mày được vô tù chứ gì? Mày nói tới vậy tao giờ tao mới nghĩ ra luôn á. Cắn tao đi. Coi chừng nó cắn bây giờ nó lại. Mất dạy. Ê, anh có sao không vậy? Hả? Chết rồi, chảy máu rồi, chảy máu rồi, chảy máu rồi. Qua đây, để tôi. Đây nè. Đánh ra đi. Anh có sao không? Để tôi coi. Đánh ra đi mà. Để tôi coi, chảy máu rồi nè. Đừng cô, cô đi ra đi. Đi thì đi. Đi đi. Đi đi, trả đây. Ghét. Cần cái khăn. Mày đặt lạnh muốn chết còn xào xạo nữa. Cái chân có sao không?
đáng là tôi phải bỏ mặt anh rồi đó. Thứ người như anh đó, anh xúc phạm phụ nữ hả? Hả? Tại anh cứu tôi vì tôi mà anh bị thương vậy nè. Chứ anh đừng có hồng cho mấy cái này vậy. Quá! Bây giờ chửi tôi cho đã đi. Lạnh không? Lạnh. Ôm tôi cho đỡ lạnh nè. Máu nghề nổi dậy hay gì vậy? Nè, tôi đang thương hại anh đó nha. Không lợi dụng tôi nha. Anh lạnh quá, anh không lợi dụng tôi thì thôi chứ. Vừa vừa phải phải thôi. Nói gì tôi nói. Xúc phạm nghề nghiệp của người ta. Xúc phạm đâu? Xúc phạm cái gì, nhấn nhấn mấy lần luôn rồi không xúc phạm à? Làm tôi muốn vô con đường này vậy? Tôi phải có nỗi khổ của tôi chứ. Tôi cũng là kiếm việc làm, đủ thứ chuyện trong cuộc sống tôi hết tôi mới vô con đường này. Tôi hiểu mà. Chứ đẻ ra có ai muốn mình thích làm mấy cái nghề này đâu. Thích? Thích hả? Tôi thích. Tôi thích tôi mới làm. Làm lâu chưa? 7 năm rồi. Tính ra không có thâm niên trong nghề hả? Nói cho anh biết, làm cái gì là mình cũng phải có cái duyên. Hiểu không? Nghề chọn mình chứ mình không có chọn nghề. Cô xác định được như vậy là tương lai cô đi xa dữ lắm. Nói vậy làm cũng lâu hả? Lâu lắm rồi. Làm vậy thì tướng quá chừng cô thích là phải. Làm nghề cô ngủ không? Ngủ cái gì mà ngủ? Người ta ngủ tôi thức không à. Mà sao người ta ngủ mà không ngủ luôn đi? Ngủ rồi nó bỏ đi không ai trả tiền tôi rồi sao? Trời ơi, tôi rảnh quá đi làm kiếm tiền mà. Ai như anh suốt ngày lười biếng làm gì đâu không? Lười biếng đâu, tôi có ước mơ mà. Tôi muốn vô tù, nó ở trong động á có chỗ ăn chỗ ngủ, không cần phải làm gì hết. Qua cái mùa đông này mình đi ra ngoài mình kiếm việc làm đúng không? Ở ngoài đây tự do tự tại anh không muốn, anh muốn vô tù là sao? Nói rồi chứ, là ước mơ của tôi. Ước mơ cái gì? Giờ nè, nói chuyện của cô nè. Chuyện của tôi gì? Cô làm vậy á, ủa cô có đi thiếu không? Hả? Hỏi có đi thiếu không thì đi, còn nếu không đi thiếu thì thôi, người ta không đi chứ có gì đó mà. Vậy chứ khoát là không thiếu phải không? Không. Góp lấy lời nha. Anh nói cái gì? Góp đi. Góp hả? Bị điên hả? Bây giờ nó tào lao đủ chưa? Nó giỡn rồi mà, trời làm gì vậy trời. Không đi thôi mệt quá. Ai chưa đi rồi mà. Tào lao vậy thôi bây giờ tôi mới biết rồi đó. Anh là anh có vấn đề về thần kinh đó nha. Có đâu. Nha. Có đâu cái gì. Không có ai mà người bình thường ước mơ muốn vô tù hết trơn á. Trời ơi, tôi nói rồi chứ đó là ước mơ của tôi. Ước mơ cái gì? Anh vô trong đó anh trốn mùa đông. Anh trốn mùa đông, anh ăn uống, anh ngủ xong trong đó xong xuôi. Hết mùa đông anh ra ngoài đây làm cái gì? Làm gì mình tính sao? Năm sau mình ước mơ tiếp. Mình ước hoài vậy đó. Liên tục những cái ước mơ của mình, hiểu không? Anh có tiền sử đi tù, ai chấp nhận anh? Hả? Anh ra tù là tương lai có như thế nào? Anh có suy nghĩ đến chuyện đó chưa? Chưa kể trong đó có nhiều chuyện xảy ra nữa. Đâu phải là anh muốn ăn ngon mặc đẹp như anh muốn. Làm cái gì cũng phải có quy củ, phải cải tạo tốt ở trong đó nữa. Chưa kể hả? Nhiều khi còn bị người ta ăn hiếp trong đó. Trời gì vậy trời? Cô đó như cô mới đi tù ra vậy trời. 3 năm. Không nhiều, cũng không ít, nhưng mà cũng đủ nói cho anh biết, anh hiểu. Sau khi trở ra thì tôi như vậy nè. Có ai chấp nhận tôi không? Nhưng mà thà như vậy đó, ai muốn xỉ nhục tôi cũng được. Nhưng mà miễn sao tôi được tự do, tôi được làm những gì tôi thích là được. Cảm ơn em. Anh hứa anh sẽ từ bỏ ước mơ đó. Dẹp cái trò cua gái rẻ tiền rồi đi nha. Nha. Ủa chứ mắc gì tôi đang chia sẻ cuộc sống quá khứ của tôi mà kêu kêu cái mỏ của anh vô làm cái gì? Trời, làm quê quá.
Nãy giờ nói tới đó rồi, hiểu chút chút gì chưa? Hiểu mà. Tôi còn hiểu nhiều hơn ở cô nữa kìa. Hiểu gì? Tôi biết cô muốn gì. Mục tiêu xài 25. Rẻ tiền kêu bỏ, không bỏ là không bỏ à? Vừa phải thì đi ra đi, làm ơn đi, làm ơn đi chỗ khác đi. Mình gì đâu á. Nói chứ tôi biết rồi, tôi hiểu ý của cô. Cái đó là ước mơ ngu si, ước mơ của những thằng lười biếng. Còn bây giờ á, tôi cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã cho tôi suy nghĩ theo một hướng tích cực hơn. Không như vậy nữa. Tôi đi nha. Khoan. Hả? Đói bụng lắm phải không? Ờ. Nè, có tiền cái gì à? Cầm tiền, đi kiếm cái gì ăn đi. Rồi suy nghĩ lại đàng hoàng, biết chưa? Cho tiền tôi hả? Ừ. Nhưng mà bị rách rồi. Bà nói nó nãy lo chạy xô không kiểm tra cái thằng khách nó. Hàng thiệt. Rồi đó, lấy đi. 3 đồng hả? Ừ. 3 đồng mua gì ăn được? Đó. Hết chỗ nhét rồi ông nội. Trời. Đi. Tôi đi á. Em ơi, nghe em nói nghe nè. Cái gì? À, 10 đồng này anh hiểu rồi, sĩ diện nữa. Anh sẽ cất. Anh hứa là sẽ ăn uống đàng hoàng, rồi sẽ có sức khỏe, sẽ trụ qua được mùa đông năm nay. Còn em cũng phải ráng trụ qua mùa đông năm nay nghe chưa. Rồi mùa xuân tới, em phải nhớ ra đây đứng đường tiếp. Anh hứa, anh sẽ là vị khách mở hàng đầu tiên cho em mừng xuân mới. Anh hứa tình yêu của chúng ta bắt đầu từ một lần em đi khách. Anh yêu em. Yêu thiệt á. Yêu lẹ vậy ba? Tình yêu sét đánh mà. Bắt nó lại. Thật chó. Ghi mày. Mà tao. Bắt nó lại. Bắt nó lại. Cảnh báo, cảnh báo. Có người bị thương, có người bị thương. Em ơi, tại sao vậy? Trời ơi, tại sao khi mà anh hiểu ra tất cả mọi chuyện, anh hiểu là ước mơ đôi khi rất đơn giản, ước mơ chỉ là sự tự do. Nhưng mà tại sao lại ra đi trong khi không người biết tên của em? Anh chỉ biết em làm gái thôi. Tại sao vậy? Tôi lại đi. Mọi người ơi, ước mơ đơn giản là mọi người ơi. Tại sao? Tôi dậy đây mà. Em ơi, kêu cấp cứu đi ba. Cấp cứu. Thường giáo sư hả? Ông đang mẩn gì vậy? Tôi đang nghiên cứu. Nghiên sắp cứu? Phát minh ra một cái này, cái ghê lắm. Nghiên cứu là ngu kiến phải không? Không phải. Ông nghiên cứu cái vấn đề gì? Tôi nói cho bà nghe nha. Tôi á, bà thấy tôi vậy chứ là cái đầu của tôi đó, nó đi trước người ta tới 85 năm là. Trời, dữ vậy hen. Tôi biết là sau này trái đất nó sẽ có những cái chuyện không có tốt, sẽ hủy diệt. Bây giờ tôi mới phát minh ra một cái phương pháp sẽ đưa tất cả mọi người trên trái đất này
lên mặt trăng bằng máy bay giấy. Máy bay giấy mà à, đưa không... tất cả con người lên mặt trăng à. Bởi vì ta nói ông khùng là đúng rồi. Đưa vô đây là phải có lý do gì đó mới vô. Chứ ở khâu đâu mà nói gì tôi tỉnh táo mà tại sao á, người nhà của tôi đưa tôi vô bệnh viện tâm thần này. Giờ tôi mới tin là ông khùng đó. Nghĩ làm sao mà đưa cả nhân loại mà lên mặt trăng bằng máy bay giấy. Bà chưa ông... có hiểu, 85 năm nữa nó sẽ khác, hiểu chưa? Trời ơi, hiểu bây không? Giờ tôi với ông bao nhiêu tuổi rồi? 85 nữa thì lúc đó tôi với ông ở đâu hả? Bây giờ tôi với ông là gần đất xa trời rồi. Ta nói chán cơm thèm đất rồi ha. Mà còn đợi tới mấy chục năm nữa thì lúc đó tôi với ông đã khuất núi rồi. Thì phát minh của ông lúc đó ai mà công nhận rồi, ai mà phát triển được nữa. Bởi vì thô thiển, thô thiển. Tôi sẽ tìm ra một loại thuốc sống hoài không bao giờ chết. Bởi vậy càng ngày càng nặng, bệnh quá trời bệnh rồi. Còn tôi nè, cái trường hợp của tôi mới uất ức nè. Tôi vô đây tôi mới bị uất ức nè ông à. Bà bị cái gì mà uất ức? Tôi thèm uống trà mà tôi bị đưa vô bệnh viện tâm thần, nó có tức không? Ủa, tôi thấy cái đâu có cái chuyện uống trà, đâu có gì mà phải đưa vô tới bệnh viện tâm thần. Thì bởi vậy tôi mới nói ông biết không, tôi muốn uống trà mà ở dưới quê lên Sài Gòn sống. Ta nói ở dưới quê á, đâu có biết ấm điện hay là bình điện là cái gì đâu, đúng không? Ừ. Rồi lên Sài Gòn thèm trà quá đi, cái tôi mới pha trà tôi uống. Mà muốn uống trà là phải có nước sôi. Thế là tôi hả, không có gì á, tôi nhóm lửa, tôi đốt có một thứ thôi mà con tôi đưa tôi vô đây đó. Ủa? Bà lấy cái gì mà đốt nấu trà? Trời ơi, tôi lấy sổ đỏ tôi đốt mà tôi bị đưa vô đây. Lấy sổ đỏ, lấy sổ đỏ mà đốt pha trà. Không có gì để mà đốt bếp hết nên tôi lấy sổ đỏ nhà tôi đốt cái tự nhiên nó đưa tôi vô đây. Thiệt tình, con cái gì không thương cha mẹ gì. Ủa, bà vô đây lâu chưa? Mới vô tức thì là sổ đỏ vừa trái là tôi đưa thẳng vô đây luôn á. Mới vô thì có lý, chứ vô lâu rồi là thấy hơi kỳ kỳ. Sao hả? Ê, vậy mà thấy gì bà vậy mà ngon nha. Ngon sao? Công tử Bạc Liêu là người ta lấy tiền để nấu trứng ha. Còn bà lấy sổ đỏ đốt để nấu nước sôi rồi pha trà. Ồ, hay lắm à. Vậy là tôi bảnh quá hả ông? Bà hả? Quá bảnh luôn. Ờ vậy mà nghĩ làm sao mà con tôi đưa tôi vô đây tôi mới tức chứ. Ủa, nó đưa bà vô đây tại sao? Ngoài cái chuyện mà là nấu trà nó đưa bà vô đây. Nè, hỏi thiệt nha à. Nhà khá giả không? Nói nào ngay thật sự. Thôi bây giờ tôi với ông á, cũng ở trong đây lâu quá rồi tôi nói thiệt à. Tôi có 4 đứa con. Rồi cuộc đời của tôi vất vả lắm ông à. Tôi lặn lội, tôi bươn chải cả cuộc đời tôi. Từ lúc chồng tôi mất đi tới giờ, ăn không dám ăn, uống không dám uống, mặc không dám mặc. Bao nhiêu tiền dành dụm được thì tôi mua căn nhà để lại cho tụi nhỏ. Căn nhà của tôi trị giá có 40 tỷ thôi à. Ít quá ha. Ừ. Đơn giản quá, có 40 tỷ thôi ha. Ừ. Nhà gì mà giữ vậy? Thì nhà có mấy chục mẫu đất à. Ồ. Mà ngay trung tâm thành phố. Ồ. Cho nên là nó hơi có giá một chút. Chứ rồi đâu có yên ổn đâu ông. Tôi cứ tưởng là có tiền thì cuộc sống sẽ đỡ vất vả à. Sẽ không có gây gổ. Ai ngờ đâu càng có tiền thì các con của tôi càng tranh giành nhiều hơn nữa. Tụi nó cứ nói là bây giờ má còn sống mà bây giờ má bắt buộc má phải viết di chúc để nhường của cải lại cho tụi con. Mà các con của tôi nó hư lắm ông ơi. Cờ bạc, cá độ, đánh banh. Làm sao mà tôi yên tâm tôi giao tài sản cho tụi nó được. Vậy mà nó ép tôi viết, tôi không viết. Rồi nó hành hạ tinh thần tôi. Nó không để cho tôi yên ổn chút nào hết. Thế là tôi giả điên. Ông có biết Tôn Tẩn giả điên không? Biết, tôi biết cái tích đó. Tôi là hậu vệ của Tôn Tẩn, tôi giả điên. Bà là hậu vệ của Tôn Tẩn. Bà là tôn gì? Tôn nữ Trà My.
Cho nên là tôi mới giả bộ điên. Rồi tôi không có giết, tụi nó không có cớ gì làm được tôi. Thế là tụi nó mới tống tôi vô đây để cho tụi nó yên ổn. Vậy mà tôi yên ổn thiệt ông ơi. Tôi nói hả, cuộc sống của tôi quanh đây nè, nó thư thái, nó an nhàn, nó không có phải bị bức bối vì cái chuyện con cái hành hạ tinh thần mình nữa. Vậy đi, vậy cho nó qua chuyện. Tôi nói chuyện này cho một mình ông nghe thôi nghe, chứ ở trong này không ai biết thân thế của tôi đâu đó. Rồi rồi, tôi hiểu, tôi sẽ giữ bí mật này, không nói cho bất cứ người thứ ba nào biết. Yên tâm nha. Ông không nói miệng nhưng mà ông không được lên Facebook ông check in nha. Nha. Rồi, trời ơi, làm gì hết trơn, tôi phải từ giờ tôi kia rồi. Chuyện của tôi đó mà. Rồi rồi. Vậy bây giờ á, tôi với ông tập thể dục đi. Sớm mơ tới giờ ông lo nghiên cứu gì không à? Đúng đúng rồi, nó yếu nó thấy người nó khó chịu quá. Rồi. Muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao. Muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao. Ủa sao bình thường tôi với ông tập thể dục á là thằng Bi nó tới nó thăm mình mà sao hôm nay nó chưa có tới nè? À bà nói tôi mới nhớ. Rồi rồi rồi. Vỗ của ông ta đến. Ai vậy? Nó vỗ mang ta đi. Sao bữa nay nó làm quá vậy? Con. À. Xin chào lão bà bà. Xin chào lão tiên sinh. Chào đi nó. À. Không chào nó cắn đó. Chào con. Chào con. Chào khách con. Khách sáo quá. Khách sáo quá. Chào chào đại hiệp. Ai vừa kêu tên ta đối diện? Ờ, lão phu nhân. Lão phu nhân kêu. Con, trời ơi, hôm nay khỏe hơn chưa? Tỉnh táo hơn chưa? Dạ, con rất là khỏe khoắn. Ấy lộn, khỏe khoắn. Chị đẹp trai. Dễ thương lắm. Hôm nay nó mà ăn mặc gì sao nó lạ lạ, tôi thấy nó không có bình thường bà ơi. Sao không bình thường? Sao nó ăn mặc đồ người nhện, sao tóc nó lại búi là sao? Thì ở trong đây hoàn cảnh khó khăn, có cái nào xào cái nấy. À. Đừng có khó khăn với con nhỏ quá mà. Con đi đâu đây hả? Dạ kính thưa hai tiền bối. Ừ. Hồi nãy trời rất là đẹp, trong xanh, con đã đi đồ sát một thằng nữ y để mang về đây một ổ bánh mì dành tặng cho hai tiền bối. Ủa? Trời ơi. Đồ sát là trời. Đi giết người đó hả? Phải, tội nghiệp, không phải. Mê game. Cảm ơn con. Mà tội nghiệp nha, mê game mà hiền lành ngoan ngoãn lắm, chứ không phải như mấy người kia. À. Mê game mà cuồng sát này nọ không có. Dễ thương lắm. Đây nè, đem đến đây cho mình ổ bánh mì vậy đó. Ở đâu cũng có ổ bánh mì nè con. Dạ, con đã nói rồi đó. Gà con đồ sát cái tên ngữ y ở ngoài kia kìa. Hả? Sao lại đi ăn cướp của người ta hả? Con đi ăn cướp hả? Dạ không, không hề. Hai tiền bối đã hiểu lầm ý con rồi. Thực ra là cái tên ngữ y biến thái này nè, nó đi qua những phòng kế bên lấy đồ của người ta. Trong cơn hoạn nạn, cùng thấy cảnh đó, lập tức ra tay nghĩa hiệp, cầm dép phà nó cướp bánh mì. Ôi, đừng có làm như vậy. Thôi bây giờ nghe lời bà nè, trả ổ bánh mì lại cho người ta đi nghe chưa? Dạ được rồi, hai tiền bối nói thì con xin tuân lệnh. Kính chào hai tiền bối. Con sẽ mang ổ bánh mì này trả lại nơi nó đã bắt đầu, trả cho cái tình ngữ y biến thái đó. Con đi nhờ. Khoan con nói là trả ổ bánh mì về nơi nó bắt đầu hả? Dạ đúng rồi. Cái nơi nó bắt đầu đâu phải chỗ của ông ngữ y. Chứ ở đâu gì hả tiền bối? Ở trong cái lò bánh mì. Trời ơi. Đúng không? Lò bánh mì làm ra nó thì cái nơi nó bắt đầu là... Xin chào biệt đội siêu anh hùng. Chào xin chào giáo sư gã khổng lồ màu hồng. Chào. Đồ, đi đâu? Ngự y ạ, chỉ theo thượng thiên thừa dẫn hoàng đế ban lĩnh là phải giao trả ổ bánh mì này về nơi nó bắt đầu, tức là cái lò bánh mì đó đại ca ạ. Quan đã, không cần mang trả nó đâu. Thật sự ra cái này ngươi không có cướp của ai hết. Ổ phải... bánh mì thiêu của phòng kế bên ta đem lấy ta dục, mà ngươi lấy coi như giữ làm kỷ niệm luôn đi. Không có được đại ca ạ, phải trả đó, đồ bị mất đó mà. Không phải mất mà người ta dục đó mà. Phải trả. Không cần trả đâu. Phải trả. Thôi được rồi, để ta đem nó về lộng kiến làm kỷ niệm nha. Hay là cho bác sĩ đó. Bây giờ mình đi thôi hả? Bây giờ ta sẽ dắt ngươi đi ăn chè nha. Nghe hấp dẫn đó, chè gì vậy? Chè này đặc biệt lắm, không có ăn bằng ly đâu. Bỏ vô một cái ống nhỏ và bơm vào vòng ba. Đi thôi. Hai tiền bối, ta đi đi. Ừ. Một like, hai like,
nhớ lại lại nha. Chiến mã, đi thôi. Hả? Ta không phải là chiến mã. Chứ còn gì mã? Ta là Hao Thiên Khuyển, lên đi. Đi nào, Khuyển. Vui. Trời ơi, thiệt bác sĩ là... vui à, bác sĩ dễ thương này. Bác sĩ phải hòa đồng với bệnh nhân để cho bệnh nhân vui, chứ căng thẳng quá là bệnh nhân lại ngày càng á, cái bệnh nó nặng hơn nữa, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nói gì nói chứ thấy thương quá ông ơi, nó còn trẻ mà bị bệnh như vậy là mất cả tương lai. Thôi hy vọng á là nó sẽ sớm hết bệnh để mà trở về với cộng đồng hả ông hen? Đúng rồi. À, nói nào, ngay ở trong đây á yên ổn tinh thần, nhưng mà nhớ nhớ con quá ông ơi. Mà được cái con tôi nó trang bị cho tôi đầy đủ hết, mua điện thoại đời mới cho tôi mà không, nó ít khi nào gọi về cho tôi lắm nha. Ủa, ít ít đồ gọi, sao bà không gọi cho nó? Ờ hen. À. Sao tôi không nghĩ ra được chuyện trời này ơi, ta. Có chuyện đơn giản vậy thôi mà không nghĩ ra. Tôi sợ là con tôi nó bận rộn rồi, tôi gọi làm phiền nó. Nhưng mà thôi bây giờ nhớ quá thì gọi ông hen. Gọi, nhớ thì gọi, không có gì mà phải phiền cái gì hết trơn. Ừ, bây giờ á tôi lấy điện thoại đời mới của tôi ra tôi gọi về cho nó nghe ông. Rồi, điện thoại đời mới. Mua cho tôi điện thoại à, iPhone 5S. Càng nghe càng lép. Trời đất ơi. Cái đồ mỏng của nó vừa ghê. Ừ, đó, ngon lắm. Alo, phải con không hai? Trời ơi, má nè con. Sao con gọi hỏi thăm má hả? Xin lỗi má bận quá má không bắt máy. Ừ má nè, khỏe không con? Má khỏe. Trời ơi, tội nghiệp con tụi nó lo cho tôi quá trời đi. Sao muốn thăm má hả? Thôi đừng có thăm làm gì, trong đây má đầy đủ tiện nghi hết, không có thiếu cái gì hết trơn á. Má nói thiệt mà, 80 người bảo vệ má, 60 người hầu hạ má, một người lúc nào cũng kè kè theo má để phục vụ má. Không tin hả? Má cho con nghe nói chuyện với người đó nè, nói chuyện với con tôi đi. Ừ, ba. Xa ra cà cái mỏ. Alo. Con nghe chưa? Ừ. Trời ơi, cái chú này được lắm con ơi. Má kêu làm gì làm đó à. Không tin phải không? Rồi, đây nè. Sủa. Đó, thấy chưa? Đó. Con người mà giả làm con cẩu sủa đó con. Hả? Bị khùng đúng không? Đôi dép mà tưởng điện thoại đúng không? Bị khùng nha. Cái này là bệnh viện tâm thần nha, không chứa chấp người khùng nha. Cứ mình tôi tỉnh nè, bị khùng nè, lấy dép gì điện thoại nè. Cái thằng này nó cũng không chừa tánh ăn cắp à. Đang cái xài điện thoại 5F người ta đi ra lấy giật luôn mà nó. Chết rồi, đang nói chuyện với con lâu lắm không có được nói chuyện với con mà bây giờ mất điện thoại sao nói chuyện. Có lo. Tôi có cái phone khác. Cho bà mượn. Cho tôi mượn cái vật tu của ông đi. Rồi. Cái vật tu. Chờ chút. Đây, vật tu. Còn hồng luôn á. Trời tiện nghi quá. Ừ. Bấm trên này nè, số nằm đây nè. Ôi vậy hả? Ừ. Hay quá. Có nhiều số. Đây, khoan. Muốn thấy hình không? Muốn thấy hình. Đây, nhớ có luôn. Nhớ con á, muốn thấy hình. Trời ơi, con ơi. Dạo này con ốm quá vậy con? Thôi để vậy nè. Đó. Trời ơi con ơi, sao dạo này con mập quá vậy con? Tôi bà ơi. Hèn chi tôi tưởng con tôi bị phù thủng chứ. Con ơi, má nhớ con quá. Nhớ quá con ơi. Má nhớ các con lắm. Má ước ngày nào má cũng được gặp các con. Để má lo cho các con như ngày xưa. Má đưa các con đi học. Mà chăm sóc cho các con. Mà nhớ mỗi lần mà má đi chợ về là các con nhào ra cửa, các con ôm má, các con chờ đợi má. Bây giờ các con lớn rồi, các con có công việc riêng, có gia đình riêng của mình. Má không trách các con đâu. Nhưng mà anh em á phải yêu thương nhau. Đừng bao giờ mà gây gổ với nhau các con nghe. Các con là các con của má mà. Làm sao mà má quên các con được. Bác sĩ. Alo.
Má con hơi bị trục trặc tâm lý xíu nãy giờ ngồi nói chuyện một mình. Con muốn gặp má con phải không? Trời ơi, má con cứ không có ai gọi hết mà cứ ngồi nói chuyện mình đây nè. Con nó gọi vô máy tôi đòi gặp nè. Con Phương nghe đi. Ê, bể điện thoại. Bể cái đầu bác sĩ chứ bể. Hả? Bộ tưởng tôi điên à? Tưởng tôi khùng hả? Rồi muốn lừa tôi sao cũng lừa được à? Đây là chiếc dép ở đâu ra mà cái điện thoại? Nãy giờ là tôi giỡn với mọi người thôi. Ở trong đây buồn quá tôi giỡn thôi. Trả chiếc dép cho tôi đi anh ơi, cậu ơi. Thiệt tình chứ mấy người nè. Giỡn hoài. Bà giỡn hả? Giỡn. Trời tỉnh ơi là. Tỉnh rồi. Vậy là con đã có niềm tin. Vậy là cô Hương tỉnh rồi. Hôm nay mấy người con của cô Hương đang ở phòng chờ đó. Chờ đón cô Hương về. Hay quá. Cái gì? Dạ. Bác sĩ nói cái gì? Mấy đứa con của tôi đến đây để bảo lãnh tôi về hả? Đúng rồi, mấy anh chị mừng lắm. Tới đông đủ hết đó mọi người. Ước nguyện của tôi thành sự thật rồi bác sĩ ơi. Dạ. Như vậy là các con của tôi đang chờ để mà đưa tôi về, tôi về liền. Thôi chào tạm biệt nha. Dạ, đi, ở đi, trong đi, đây cải tạo tốt nha. Mà về nghe tôi về trước nghe. Trời ơi, chúc cậu hết bệnh nghe. Cháu nội về nghe, ráng tỉnh lại rồi còn về nhà nữa nghe con nghe không? Bớt đi ăn cắp giặt của người ta nghe không? Người đúng ta quánh chết á. Thôi bây giờ cảm ơn bác sĩ, tôi về nghe. Đi. Tôi về. Dạ. Đi về cô Hương. Ủa, nhưng mà sao tự nhiên hôm nay các con tôi đến đây để mà đón tôi về vậy bác sĩ? Thì mấy anh chị biết là cô đã ở trong này chữa bệnh cũng đã tỉnh táo rồi, cũng đã bình thường rồi, cho nên là đưa cô về để làm cái di chúc ha. Đi cô, đi. Tức là ngày hôm nay tụi nó đến đây để mà tụi nó bảo lãnh tôi về. Dạ, nhà. Dạ đúng rồi. Để mà về viết di chúc. Dạ. Để lại tài sản của tôi cho tụi nó. Dạ đúng rồi. Tôi không về. Dạ. Tôi không về nữa. Tôi ở lại đây nè. Ở lại đây với những người nào mà biết yêu thương tôi thật sự. Nó bị bệnh như vậy mà dạ. Nó vẫn biết thương tôi. Dạ. Vẫn biết lo cho tôi. Còn các con của tôi, tôi không về, tôi không đi đâu hết đâu. Cô về ơi, nhà để làm gì? Để ký giấy tờ, để nhường tài sản cho tụi nó, để mà tụi nó bán hết tài sản của tôi hay là sao? Cái luật ở trong này là bệnh thì mới ở lại, còn tỉnh là phải về. Đó, bệnh nè, con cũng bệnh luôn. Đó, cho nên con mới được ở lại đây. Cô tỉnh thì cô về đi, lâu lâu cô nhớ cô quay lại cô thăm. Tức là ai ở lại đây là phải bị bệnh mới ở lại đây hả? Dạ đúng rồi. Ai nói với cậu là tôi đã hết bệnh rồi? Không, rõ ràng là cô đã hết bệnh rồi ha. Con đưa đôi dép ra và cô biết nó là dép chứ không phải điện thoại là cô tỉnh rồi. Tôi sẽ chứng minh cho cậu biết là tôi chưa hết bệnh. Dạ. Tôi còn bệnh nặng dữ lắm. Không, không, cô hết rồi, đâu có nặng đâu. Con kiểm tra hết rồi. Dạ. Tôi còn bệnh nặng lắm á. Tôi không muốn về, tôi không muốn đi đâu hết trơn á. Cô. Nè, coi tôi bệnh nặng nè. Mày tao chú mày đó. Lên tiền. Tới giờ rước dâu rồi ba mày coi giờ mà. Lên đây con. Nhanh. Chứ để ông chửi tao chết à. Đứng vô cái lỗ đó. Đi à. Trời ơi. Tao nói cái tai nạn hay là cái tai tao nít vậy không biết nữa. Ổ ghê à. Nhà mày cũng biết hả? Nước dâu là nước cho mày mà. Bỏ xuống, chú để mang cái dây guốc rồi vô con. Coi. Đó. Ba con ra kìa. Trời ơi. Đó, đó là
tôi đưa con dâu anh với là con anh về tới rồi đó. À vậy hả? Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. À, nè nè, khoan khoan. Hả? À, cái gì cho mướn chiếc ghe là làm đám cưới luôn được không? Ui, đồ hàng xóm láng giềng, cho mượn cho mướn cái gì? Tôi chuyên môn làm từ thiện mà mướn chứ em anh nói vậy mất tình cảm anh em hết trơn. Thôi đây, đây, anh muốn mượn tôi để lại cho anh mượn. Cái gì? Tôi gì à? Cho mượn hả? Ờ, cho mượn không à. Rồi anh về bằng cái gì? Tôi bơi gì à? Anh trả tiền bơi cho tôi thôi. Ừ. Tiền bơi tôi lấy 10 triệu. 10 triệu cái gì? Cái bơi 2 cây số biết đâu được nữa chừng tôi ngủm rồi sao lấy tiền tao mua hộp. Trả đi. Ờ được, 10 triệu bao nhiêu cũng được. Ờ à, vậy tao cứ gì hoành tráng mà. Cái gì à? Anh có lớn. Tôi về trước nha. Rồi 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 rồi. Nè tôi nói được cái này nè, để nói cho anh vui. À tôi chưa thấy ai mà hàng xóm mà cà chớn với anh đám cưới không mời mà mượn ghe. Dám cắn hơn chân con nhỏ này luôn á. Đó. Cắn hơn chân vợ mày phải không? Ngã cắn hơn nhỏ này luôn à. Thôi đừng mơ ước gì nha con. Thiệt á. Chú già rồi. Về nha. Về nha, cảm ơn nha. À, vô đây, vô đây. Đây, đây. Đây, vô đây, vô đây. Bữa nay chú sẽ là người chủ hôn cho hai con, nghe không? Được chưa? Ủa nãy nãy chú này nói chú làm này ba. Làm ba đứng đồng hồ chủ hôn luôn. Ba, không phải chú. Chú gì mà chú, ba mà. Ba, ba. Ba chú rể hay ba cô dâu? Hả? Nè, chú là nó ba gì chứ. Chú là làm dịch vụ thôi, phải không? Nó ba vậy cho người ta bớt giá tiền chứ. Được chưa? À, chú, tôi chỉ là người dịch vụ thôi. À, chú ba. Chú, chú ba dịch vụ. Ừ, được chưa? Chú xin đây. Dạ. Kính thưa quý vị, sau đây là lễ đám cưới sẽ được bắt đầu. Đây, chú rể. Cái gì vậy? Chú rể con dâu phải dính nào? Chưa mà chứ, nó bắt đầu. Không, nó mở ra nha. Làm lễ. Ha. Cho dù sau này có sóng gió gì đi nữa thì chú rể cũng sẽ hứa tay nắm chặt tay cô dâu Yến Trang chứ. Qua đây, qua đây. Tao qua kêu đây. Hứa thôi. Chú Yến Trang. Dạ. Cho dù sau này có chuyện gì đi nữa thì cũng đi với cùng chú rể tới cuối đoạn đường đời, đúng không? Chịu hay không? Đi cùng cuối đoạn đường đời nha. Chịu nha, hứa hứa nha. Rồi. Đi, hứa rồi giờ khoan, đi. Khoan, khoan. Ủa, cứ chặt cái gì vậy? Tôi là chủ hôn mà tôi cãi hoài. Đây nè, bây giờ trước khi tao nhận cưới, chúng ta sẽ làm một cái thủ tục đầu tiên. Đó là uống rượu. Trước khi uống rượu, chúng ta hãy khiêu vũ một vũ điệu mà tất cả đám cưới nào cũng đều nhảy. Đó là một bài hát điệu van thật là tình tứ lãng mạn. Có chịu không? Điệu van à? Điệu van. Đám cưới nào cũng nhảy à? Đám cưới nào em tưởng nhảy. Đâu đám cưới nào người ta cũng nhảy chai cha chứ đâu phải van. Không, chai cha là cái điệu buồn nhiệt. Đây là đám cưới nhà quê mà nó nhảy điệu van, thấy không? Cho nó tình tứ lãng mạn, cho nó sang trọng, hiểu chưa? Rồi, bắt đầu. Hãy ôm nhau. Nếu mà nhảy á thì nó bình thường quá. Sẽ dùng cái môi để giữ cái ly rượu tình yêu này không được đánh rơi. Hai người hãy dùng môi giữ ly này lại. Ở bên kia đó. Cái này ly mướn nhà tôi mà. Đừng làm vậy. Tội nghiệp tụi nó. Chị làm sao? Trúng bà. Kỳ. Lấy ly này nè. À. Đó, ly không rồi cho nó nhẹ á. Rồi rồi rồi. Dạ đừng có áp. Thôi để ra đi về đi. Để tôi làm này dữ mà. Có phải ông ơi chứ quên. Ngậm cái xíu thôi. Ngậm cái gì ngậm cho cố sáng. Chà, chiều cao khó quá. Mày lùn xuống coi. Đó, giỏi. Bắt đầu. Đi vô. Rồi, 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 rồi. Hay quá. Bây giờ là cái này là xong rồi đó. Quá giỏi, giỏi. Đây, bây giờ tới cái phần cắt bánh. Đây, đây mỗi người cầm một cái dĩa. Đây, cầm đi. Cắt bánh nha. Đây. Wow. Rồi, cầm đây.
Đó, đẹp. Sao đám cưới này khác đám cưới người ta quá vậy chú ba? Trời ơi, lạ sao không lạ, tôi mà tôi thú hôn mà. Rồi bắt đầu, bây giờ hai người hãy rút bánh cho nhau ăn nha. Wow. À, nhưng mà đặc biệt không có chỗ này khác đó chứ. Wow. Đây. Phải cho thêm theo phần tình tứ, bịt mắt lại. Wow. Yeah. Cái gì ăn nhẹ vậy? Sao? Thấy không? Rồi. Cưới gì mà hả? Kỳ cục lạ đời. Bắt đầu nha. Sao? Trời ơi, cái này đưa cái khăn gì mỏng quá. Tao bỏ đi. Rồi, xong rồi. Thôi rồi. Giờ nó phần uống rượu nha. Qua đây, tôi để qua đây. Tôi vô ba bố. Rồi. Vô, tôi vô đây luôn. Bỏ uống ra. Chuyện mới lạ chứ, đám cưới tôi làm phải lạ. Bây giờ cô cho chú rể cùng nhảy tới đây để lấy rượu này uống cùng. Bắt đầu. Nhảy rồi phải nhảy. Ừ, nhảy cái này là nhảy mà. Còn chú thay đổi ý kiến rồi, không nhảy nữa. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Nằm xuống. Nằm lên tới đây. Bắt đầu. Vui nè. Rồi, uống đi. Uống đi. Uống đi nè hả? Bọt lưng như trời. Lấy tiền cưới cao quá trời mà bà bỏ rượu gì kỳ cục. Rồi, đứng gì đi, đứng gì đi. Tốt quá. Nó vượt qua được ba chặng rồi. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố hai người trở thành vợ chồng. Chúc mừng nha. Chú Ba lại liền tay. Chúc cho đám cưới lại liền tay. Đám cưới lại liền tay. Ai cho tổ chức cái đám cưới này vậy? Cái gì? Tao mới hỏi mày nè. Sao? Mày là người làm tao, tao đang làm đám cưới mày vô mày quậy hả? Quậy gì? Con phải ngăn cản cái đám cưới này. Con lúc trước con là người làm của ông chủ là khác. Nhưng bây giờ khác rồi, lúc trước con nghèo khổ con ở đợi. Nhưng giờ khác con là tỷ phú rồi. Cái? Mày là tỷ phú? Mày cũng đâu có quyền phá cái chuyện làm ăn của tao. Được thôi, thường con là tỷ phú, bây giờ con giàu ngang ngửa con ông. Hồi xưa con nghèo con còn khe khe ông. Đừng có phân biệt người ta giàu nghèo sau khi cái giờ sổ số nha. Sợ hả? Con mới trúng số khác rồi. Thấy quần áo mặc không? Toàn đồ hiệu, đồ bên Tây không nè. Nón Tây nè. Cái này của Tây nè, miền Tây nè. Áo nè. Đó. Đó của Tây Ninh nè. Của dài nè. Đó của Tây Tạng nè. Đó. Đầy đủ hết. Bây giờ phải ngưng cái đám cưới này liền. Tại sao? Ông tránh ra đi. Chuyện ông tổ chức chuyện khác, chuyện của con chuyện khác. Đây đây đây. Nè cái gì không có nè. Trang. Xem đối xử với người yêu anh như vậy vậy. Em mới là người yêu của anh mà. Đúng như vậy, em là người yêu của anh. Mà tại sao lại tổ chức đám cưới người khác là sao? Hả? Anh vậy nói tên đi. Anh nói anh là người yêu em. Đúng mà rồi. Anh không nhớ đây là ai sao? Đây là ai? Trời ơi trời, đây là ai? Chồng tương lai người, của em hả? Người yêu em mà không nhớ đây là ai? Chồng tương lai của em hả? Yêu em kiểu gì vậy? Em đám cưới là bây giờ thằng này là chồng tương lai em chứ đây ai? Đây là Trịnh Tú Trung, anh có nhớ không? Trịnh Tú Trung gì? Em là Trịnh Yến Trang, anh có biết không? Anh biết em của em là Trịnh Yến Nhi luôn. Vậy đó là Trịnh Tú Trung nè anh. Sao? Em là Trịnh Yến Trang nên là Trịnh Tú Trung, anh không nhớ nào. Là ai? Tự nhiên bây giờ em cưới đây người nè. Ta nó là Trịnh Tú Trung nè, đứng lên. Nó là cái gì? Nó là em của em, mới rước nó ở trại điên ra đó. Cái gì? Trời, nó bị điên hả? Nó bị điên mà sao nó khôn quá vậy? Nó biết cưới người. Nó muốn cưới một người cô dâu từ lâu lắm rồi cho nên nó mới bị điên như vậy. Trời ơi là trời. Trời ơi. Khôn quá vậy. Tụi ơi con ơi. Trời ơi. Má mày đi kiếm mày quá trời kìa con ơi, đi về con. Đi đâu vậy? Đi về. Má mày kiếm mày quá trời kìa, đi con đi con. Thôi không chơi cái này nữa đâu, hết vui rồi. Chị này đẹp hơn hả? Đi về chứ, cút đi nha chưa. Thôi.
đi. 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 Ông á, ông bê tiền tổ chức ba cái vụ này, chúng tôi vô tôi xử ông nha. Đi con. Chết chìm. Bơi vô. Tội nghiệp nó chưa? Em thấy tội nghiệp nó chưa? Em cứ làm cho nó ảo mộng làm chi vậy? Buổi chiều của đứa em bị khùng mà nó muốn đám cưới mà cũng tổ chức đám cưới. Nó bị hoang tưởng, nó mới vô bệnh viện điên đó anh. Trời ơi, tội nghiệp nó chứ. Em đừng có đừng có ảo tưởng như vậy. Em mới làm như vậy với nó. Đồ bỏ đi, nếu nó bị khùng cho uống thuốc bây giờ giải quyết tình cảm của mình. Mà giờ anh sao? Anh giờ tỷ phú rồi đúng không? Đúng rồi. Tỷ phú mà anh trúng đài nào vậy anh? Anh là trúng là như là tất cả các đài luôn, hồi chiều anh mới mua tất cả đài trúng hết luôn, giờ thành tỷ phú rồi. Anh báo tin mừng cho em luôn. Hai đứa mình đã có một giọt máu 2 tháng rồi. Hả? Cô hởm hai đứa mình đi đó em không nhớ hả? Đi khám đó em la em có gì khó chịu trong người thèm chua em nhắc em đi khám. Ủa, đó. Em nhớ là em uống thuốc mấy năm nay mà sao có bầu được vậy ta? Em uống thuốc cái gì? Hả? Cái gì? Em uống thuốc ngừa thai mấy năm nay mà. Ờ vậy hả? Chết rồi, vậy là cái này là của vợ anh rồi. Chết rồi. Không được. Không giờ chuyện nó đổ bể vậy rồi. Thôi được rồi, sẵn ba em nói để ba mặt một lời anh về từ thú với vợ anh luôn. Em ơi sao vậy? Sao vậy? Em không ơi. Hiểu gì hết. Hả? Sao vậy chú ba? Trời ơi, hỏi chú biết gì là sao? Không giờ vậy. Giờ sẵn đi. Ba mặt một lời nói thẳng luôn. Giấy này là thiệt tình là giấy anh hai của vợ anh. Anh thật ra anh yêu em mà anh có vợ lâu rồi. Bây giờ anh cũng yêu em thiệt tình nữa mà bây giờ không biết giải thích cho vợ anh nghe sao. Bây giờ thôi đây hai người nói chuyện nhau đi thật. Cô bước qua đây cô nói chuyện với tôi coi. Cô đứng tay giùm tôi một cái. Lỗi tôi hết. Rồi lỗi anh hết, bây giờ anh giận hết đúng không? Bây giờ là anh cũng yêu em mà anh cũng yêu vợ anh nữa. Mà bây giờ hai người nói chuyện với nhau đi. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau đi. Chồng của tôi, ảnh nói là cô dụ ảnh. À. Rồi cô muốn làm vợ của ảnh có đúng không? À, ảnh nói vậy hả chị? Đúng. Cái anh ra giải thích đi anh. Cái gì vậy? Sao thật ra tôi nói em là tôi yêu Trang. Nhưng mà lỡ cưới em rồi mà lỡ có bầu vậy anh có trách nhiệm, anh cũng yêu em nữa. Thì bây giờ em lựa cách nào đi, nếu mà em mà làm căng mọi chuyện quá Trang bỏ tôi thì là tôi sẽ bỏ em đó. Em tự suy nghĩ đi nha. Tôi nhớ là tôi quen anh trước. Và anh nghèo quá, anh không xứng đôi với tôi cho nên tôi đã đá anh trước mà sao tự nhiên giờ anh đem vợ anh đến đây nói là anh có vợ rồi. Anh quen với tôi, anh yêu tôi, anh muốn bỏ tôi. Cái gì vậy? Hồi nãy em mới vừa nói hai chúng ta yêu nhau mà. Rồi xong rồi em nói là em không có thể nào. Trời ơi. Chú ba làm chứng giùm con cái nha. Em hãy giải thích cho vợ anh đi. Có phải là chú ba hả? Hồi nãy đứng là ảnh nói là ảnh bây giờ là hồi xưa ảnh nghèo. Bây giờ là ảnh thành tỷ phú tỷ số rồi. Đúng rồi. Hồi xưa con bỏ ảnh là tại vì ảnh nghèo, con bỏ ảnh. Bây giờ không có giải thích gì nữa thôi nè chú. Chuyện của gia đình ta chú đừng xen vô nha. Đá anh vì anh nghèo mà thôi anh đi giùm tôi mới nói cái đi. Nó chở vậy ta? Chánh nhà. Chuyện gì xảy ra? Chánh nhà. Con. Gì vậy? Con. Lâu quá không gặp gì nhớ con quá con. Dạ vậy tên trời, gì vậy? Con dễ thương gì đâu luôn á. Con nhớ gì hả? Dì nhớ con. Con ơi. Con là một con nợ mà nó dai như đĩa vậy đó con. À, trời ơi. Mang tiếng giàu có gì thiếu nợ người ta vậy sao? Mượn nợ qua đây hả? Mày nghĩ sao vậy hả? Mày nói với tao là dì ơi dì, má con bệnh nặng quá dì ơi. Em con 4-5 đứa nó phải đi học. Con hết tiền rồi. Dì cho con mượn một ít tiền. Con cho má, con mổ, con cho em con nó đóng tiền học phí. Tao thương người quá mà. Tao hiền quá mà. Tao lành quá mà. Tao cho mày mượn. Bao nhiêu tiền trong nhà tao móc ra tao cho mày mượn hết. Tưởng sao mày đi qua đây, mày làm đám cưới, mà mày tới một cái dịch vụ đám cưới mà đắt đỏ nhất cái vùng này. Mày tính chơi nổi hả? Trời ơi là con xin lỗi gì? Lỗi phải cái gì? Con xin lỗi gì? Con biết lỗi rồi. Con biết lỗi ta... rồi. Con biết lỗi là con làm đám cưới lớn như vậy mà cũng không mời gì là con có lỗi. Mà gì có biết không? Hồi nãy á hả? Anh này ảnh ăn hiếp con dữ lắm. Bây giờ dì đứng ra dì binh con trước đi. Con nợ lớn nhất của con là anh này nè. Bây giờ nếu dì đòi được tiền của anh này, ảnh là tỷ phú rồi. Dì đòi được tiền của ảnh thì là con sẽ lấy tiền của con trả cho dì. Nhưng mà em có yêu anh không? Nếu anh yêu em thì anh trả tiền cho em để em trả cho dì của em đi. Nè, khoan đã. Tự nhiên
anh yêu em mà em không yêu anh trả, anh đâu có bị khùng. Ờ, đúng rồi. Nhưng mà anh bị khùng. Anh đã thiếu nợ tôi thì anh phải trả tiền cho tôi. Bây giờ hả gì tôi gì? Đòi tiền tôi nè. Có nợ luôn hả? Thôi bây giờ anh trả nợ cho tôi đi, tôi sẽ yêu anh. Thiếu nợ gì? Em thiếu nợ gì? Giờ tỷ phú mình thiếu nợ gì? Bây giờ biết ai nợ ai chứ? Bây giờ vợ mới thanh toán cái tiền đám cưới. Bữa nay là chi phí tất cả là 100 triệu đó. Trời, cuối cùng là thiếu hai người luôn, người này 100 triệu, người này 100 triệu là 200 triệu. Trời ơi, nặng dữ vậy trời. Trời ơi, đâu có thiếu vậy? Giờ làm sao cô có thanh toán tiền tôi đi? Trời ơi, trả tiền cho người ta. Trời ơi, 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 giới thiệu cái mối gì mà kỳ cục vậy? Không rồi, không rồi. Nhiều tiền đâu mà trả tiền cho tôi. Giới thiệu cụ Loi, tôi chở giùm Thảo, tôi chưa lấy tiền mà. Tao đâu? Trả 10 triệu tiền bơi đây cho tôi. Tiền bơi gì? Tôi 100 triệu tôi còn chưa lấy được. Bây giờ tôi nói với anh nghe nè, ham hố gì mà làm đám cưới cho to. Anh cũng vẽ ra cho ai, anh làm mai làm mối rồi anh vẽ ra cho người ta, làm đám cưới cho lớn lên, đặng cho nó thiếu nợ. Biết bao nhiêu cái đám cưới như vậy rồi, mặt mũi chi, có nhiêu làm nhiêu. Ở quê mà mày đặt bài vẽ ra làm tùm lum tùm la ra 200-300 triệu cái đám cưới. Đám cưới xong về nó thiếu nợ, rồi nó trả nợ được chừng nào vợ chồng nó mới khá được. Bả đòi chứ cứ. Ê, đòi gì đòi ác ông vậy con hả? Mày làm cái đám cưới, miễn sao vợ chồng yêu thương nhau, sống như nhau suốt đời là được. Làm lớn làm nhỏ không quan trọng, thấy không? Được chưa? Dạ được. Bây giờ mà làm cái đám cưới hết nhiêu? 100 triệu. Đám cưới hết 100 triệu. Thiếu nợ đây 100 triệu. Dạ, tổng cộng 200 triệu chứ gì? Trời ơi, tưởng 200 triệu to tát gì? Ăn thua gì? Qua đây tao cho mượn triệu. Gì? 100 triệu, mượn triệu đủ tiền cả. Lành chanh. Sao mà nói lần nào cũng tiêu đi. Chú qua chị cho nó tan. Học trời. Tôi cho mượn triệu. Làm gì? Rồi đặng nó đi về Sài Gòn. Nó về nhà chồng nó đó. Sao? Nhà chồng nó khá giả lắm. À, về trển lấy tiền xuống trả tiền nợ. Đi. Bơi. Bơi về. Nhớ đi nha. Trời ơi, tính qua đây dự đám cưới, bơi qua dự đám cưới mà có bộ cái đám cưới không thành phải không anh? Chứ còn gì nữa? Buồn lắm. Thôi đừng có buồn nữa, đám cưới tuy không thành nhưng mà nãy giờ đó là bà con cô bác cũng cười, cũng vui nhiều lắm. Thì xem như tiếng cười á, nó bù lại cho tất cả những cái nỗi buồn mà nãy giờ gia đình chúng ta gặp phải vì cái chuyện rắc rối thiếu tiền thiếu nợ đây. Xin mời cô dâu Yến Trang, Trịnh Tú Trung và anh Hoài Linh. Thôi, không có buồn nữa, cười lên coi, cười lên đó.